rộng. Vì thế nên cũng mong rằng là thầy và các bạn cũng sẽ được trao đổi với nhau những cái dạng đề hay để cho chúng ta thi nó được kết quả tốt nhất. Rồi chúng ta bắt đầu được chưa nhỉ? Hiện tại bây giờ thì đã khá nhiều bạn rồi, thầy bắt đầu nhé. Về cái ma trận thì chắc là thì mời bạn Trần Anh nào, Trần Anh có ý kiến gì nào? Thưa với thầy là hình như thầy chưa record thì phải. Đây, bây giờ thì recording in progress. Ok. Đó. Thì về phần ma trận thì có lẽ là thầy Hoa cũng đã gửi cho chúng ta rồi đúng không? Ma trận thì ở đây là cái kiến thức vật lý thì nó được chia thành 10 câu hỏi trong đề thi ở các cái mức độ như thế này. Đấy, nhận biết, thông hiểu và vận dụng. Thì chúng ta sẽ nhận cái file này và chúng ta có thể nghiên cứu và tìm những câu hỏi phù hợp với cái sức học của mình để chúng ta luyện tập trung vào những cái câu hỏi đó. Rồi, trước tiên buổi học này thầy cũng nhắc lại một số cái trong cái chương số 1. Cái chương này thì nó mang tính chất rất là căn bản. Nó là cái nền tảng cho một số chương tiếp theo, ví dụ như chương sóng, chương điện xoay chiều và chương mạch dao động RC. Những cái chương sau ấy thì nó cũng có rất nhiều phần mà chúng ta sử dụng kiến thức ở chương 1 về dao động điều hòa. Phần chủ đề thứ nhất, đại cương của dao động điều hòa. Thì các em cần phải nắm cho thầy cái khái niệm về dao động điều hòa là gì. Khái niệm dao động điều hòa. Dao động điều hòa là dao động mà có ly độ của vật thay đổi theo thời gian, hay có thể nói biến thiên theo thời gian, theo một cái dạng hàm toán học, đó là hàm sin hoặc là hàm cosin. Thì những cái hàm này có tính điều hòa, thế nên cái dao động mà có cái sự thay đổi của ly độ theo thời gian phụ thuộc vào hàm này thì người ta gọi đấy là dao động điều hòa. Và cái phương trình dao động điều hòa, tức là phương trình ly độ, thì được coi là cái nghiệm của phương trình vi phân bậc 2, có dạng là x 2 phẩy cộng với omega bình nhân x bằng 0. Thì nhớ là x bằng a nhân cos omega t của phi, nó là nghiệm của cái phương trình bậc 2 này. Được chưa? Đấy, thì cũng có trong cái đề mà các bạn cũng tham khảo năm trước ấy, năm 2021 ấy, là có cái phần mạch LC, người ta cũng có một cái dạng phương trình như này, người ta hỏi cái nghiệm của nó như thế nào. Thì đây, xuất phát từ cái này. Bạn chú ý nhé. Trong đây thì trong cái phương trình dao động điều hòa x này thì chúng ta cần nhớ thầy cái ý nghĩa của các cái đại lượng. X thì được coi là ly độ, đơn vị có thể là cm hoặc là mm. Còn A là cái ly độ cực đại, biên độ dương. Và cái biên độ này thì không phụ thuộc vào thời gian, nó chỉ phụ thuộc vào cái điều kiện ban đầu của cái dao động thôi. Cái omega là tần số góc, đơn vị là radian trên giây. Thì cái này nó tương ứng với cái tốc độ góc trong chuyển động tròn đều. Và khi chúng ta tìm hiểu mối liên hệ giữa dao động điều hòa chuyển động tròn đều, chúng ta bắt gặp cái này trong chuyển động tròn đều. Cái omega t cộng phi nó được gọi là pha dao động ở thời điểm t. Pha dao động ở thời điểm t. Đó. Cái pha này giúp chúng ta xác định được cái trạng thái của dao động, trạng thái của một cái chất điểm dao động điều hòa. Trạng thái nghĩa là gì? Bao gồm vị trí này, chiều chuyển động này. Đó. Và tính chất của chuyển động. Nó đang ở đâu, đi theo chiều nào và chuyển động nhanh dần hay là chậm dần. Thì những cái đấy người ta gộp lại, người ta gọi thành từ trạng thái. Và muốn biết được cái trạng thái thì chúng ta phải biết được cái pha dao động. Và cái trạng thái ban đầu sẽ được quyết định bởi cái pha ban đầu phi khi mà t bằng 0. Và căn cứ vào cái phương trình dao động điều hòa dạng cos x theo t thì người ta có thể vẽ cái đồ thị. Đây là cái đồ thị dạng hình sin. Đó, các bạn nhìn thấy không? Và trên đây chúng ta có thể thấy rằng là cứ sau một chu kỳ một t thì cái trạng thái nó sẽ được lặp lại như cũ. Ví dụ như thầy xét tại thời điểm t bằng 0 cho đến thời điểm t bằng một chu kỳ t. Đó, thì các bạn thấy không? Cái trạng thái đấy nó được lặp lại. Vật cũng đang ở vị trí biên dương. Đúng không nào? Thì cái này chắc các bạn cũng đã biết rồi, ở trên lớp nói rồi, thầy cô nói rồi. Đấy, đây là cái dạng đồ thị nhé, các bạn chú ý nhé. Hầu hết là những đại lượng
gần như là tất cả các đại lượng mà biến thiên điều hòa theo thời gian thì đều có cái dạng đồ thị kiểu như thế này, xem như thế này. Đó. Tiếp theo là cái phương trình vận tốc và gia tốc. Vận tốc được định nghĩa là cái đạo hàm bậc nhất của liên hộ theo thời gian. Chúng ta tiến hành phẩy x theo t thì chúng ta sẽ có được biểu thức của v. Nhớ như vậy nhé. Còn đạo hàm thì các bạn phải biết rồi. Đây là hàm số hợp theo thời gian. Bạn nào chưa nhớ thì về học lại đạo hàm ở chỗ này. Được chưa? Và cũng nhớ cho thầy ở một số cái điểm đặc biệt ở vị trí biên, vị trí cân bằng. Ở vị trí biên, ví dụ như x bằng cộng hoặc trừ a, biên âm hoặc biên dương, thì khi đó là cái vận tốc của vật nó sẽ bằng 0. Còn ở vị trí cân bằng, x bằng 0, để cả theo trừ dương, trừ âm, thì cái tốc độ của vật nó sẽ đạt giá trị cực đại. Còn nếu mà nói vận tốc của vật thì nó sẽ là v bằng cộng trừ omega nhân a. Và cái vector vận tốc thì luôn cùng hướng với hướng của chuyển động của vật. Cái này chúng ta cũng cần ghi nhớ nhé. Những cái gì mà nó quan trọng thì nó ảnh hưởng đến, nó liên quan đến cái đề thi mà đánh giá năng lực của các cái trường, ví dụ như là trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thì những cái gì mà thầy thấy rằng nó có liên quan hay được nhắc tới thì đã lưu ở trong này rồi, thì các bạn cũng sẽ học phần này nhé. Yeah. Tiếp theo là cái phương trình gia tốc. Gia tốc thì các bạn nhớ là cái gốc gác của nó là gì? Gia tốc là đạo hàm bậc nhất của v theo t, và cũng là đạo hàm bậc hai của x theo t. Nhớ được cái x thì chúng ta phải biết cách suy ra được cái biểu thức của a. Ok. Và biểu thức của a đây thì thầy, em xin phép tí là cái file này thầy đã gửi cho bọn em chưa? Hôm trước thầy nhờ thầy Hoa gửi cho các bạn rồi. Cái phần lý thuyết, tóm tắt lý thuyết. Cái bài đang học ấy ạ? Ơi, ở trên sắp. Vâng, để em check lại xem. Okay. Nếu không thì tí nữa thầy sẽ gửi lại cho, yên tâm nhé. Và chúng ta cứ nghe đã. Nào, thì bây giờ cái biểu thức của gia tốc a nhé sẽ được xác định từ cái đạo hàm bậc nhất của vận tốc là bậc 2 độ. Và chúng ta thấy rằng nó có xuất hiện dấu trừ, đúng không? Thì khi đó thì chúng ta có thể sử dụng cái phép biến đổi trong cosin để đẩy dấu trừ vào trong và cộng thêm pi. Và chúng ta cũng thấy rằng cái gia tốc cũng như vận tốc hay là lì độ thì đều là cái hàm biến thiên điều hòa theo thời gian. Và từ đấy thì chúng ta cũng xét tại các vị trí đặc biệt. Đó. Thì khi x bằng cái này thì a như thế nào? Khi x bằng 0 thì a như thế nào? Đúng không? Nhớ như vậy nhé. Chỗ này là a bằng 0. Rồi, và trong dao động điều hòa thì vector gia tốc a luôn hướng về vị trí cân bằng. Đấy. Nhớ những cái hướng này, cái hướng mà các thầy hỏi. Được chưa? Và cái mối tương quan giữa pha. Đây, pha của gia tốc, của vận tốc và của t độ. Thì chúng ta nhớ cho thầy là trong cái dao động điều hòa, gia tốc sớm pha hơn vận tốc một góc pi trên 2. Được chưa? Và gia tốc ngược pha so với ly độ. Đây là bảng các cái thời điểm đặc biệt. Đó. Và tại thời điểm giả sử như là cái phương trình x bằng a nhân với cos của omega t, thì bây giờ chúng ta xét tại thời điểm t bằng 0 hay t bằng 0 ở đây. Đấy, thì x sẽ bằng a, đúng không? Rồi x bằng a thì suy ra gia tốc sẽ như thế nào? Và vận tốc sẽ làm sao? Thì tất cả những cái giá trị đây. Đó. Thì các bạn sẽ lần lượt thay vào các cái phương trình của a, của v rồi để suy ra được các cái giá trị ở đây. Rồi sau đó chúng ta đưa lên cái gì? Đồ thị, đúng không? Chúng ta vẽ cho trường hợp là x theo t, v theo t và a theo t. Thì cái này các bạn phải tự làm nhé. Tự làm. Suy ra đơn giản thôi, v thì bằng x phẩy, đúng không? Đấy. Có được biểu thức của v. Được chưa? Đấy. Và từ v suy ra được a nó bằng v phẩy, có biểu thức của a. Ok, rồi sau đó chúng ta thay những cái thời điểm t vào x thì được giá trị của x, t vào v thì được giá trị của v, và t vào a thì được giá trị của a. Đấy. Có những cái thời điểm như vậy.
có những cái điểm như vậy và kết nối các cái điểm, chúng ta sẽ vẽ được các cái đồ thị dạng như này. Và chúng ta thấy rằng khi mà vật ở biên dương thì vận tốc bằng 0. Gia tốc sẽ là trừ omega bình phương nhân a. Gia tốc sẽ đạt giá trị nhỏ nhất. Thế còn ngược lại, khi vật ở vị trí cân bằng tức x bằng 0 thì vận tốc sẽ nhỏ nhất và gia tốc cũng sẽ bằng 0. Thì người ta tất cả đều thể hiện ở trên đồ thị này. Bạn chú ý nhé. Và cũng nhớ V max omega nhân A, còn A max thì bằng omega bình nhân A. Cái omega ở đây nó được ra dựa vào cái tỉ số giữa A max chia cho V max. Ok. Hoặc là các bạn có thể suy ra được cái biên độ A từ đây được. A thì bằng gì? V max bình chia cho A max, đúng không? Vân vân. Có thể rút ra được chu kỳ T, tần số F cũng từ cái A max và V max này. Thì chúng ta nhớ những cái cơ bản ấy. Rồi sau đó chúng ta biết cách biến đổi, học cách biến đổi. Chứ các bạn không thể nào mà nhớ được hết các công thức đâu, vì nó rất nhiều. Thậm chí là một cái công thức nó có thể biến đổi ra hàng chục cái công thức khác. Thế nên chúng ta học công thức cơ bản và học cách biến đổi thì chúng ta mới bao quát được nội dung. Tiếp theo đến cái chu kỳ. Chu kỳ ở đây là gì? Khoảng thời gian mà vật thực hiện được một dao động toàn phần. Yeah. Và trên cái định nghĩa đó thì dựa trên định nghĩa đó thì người ta có thể rút ra được công thức tính chu kỳ là bằng khoảng thời gian chia số dao động toàn phần T nhỏ chia thế nào. Chu kỳ thì có liên quan đến tần số góc omega, thì công thức là T bằng 2pi căn bậc chia cho omega. Được chưa? Thế còn tần số thì là cái đại lượng mà nó được hiểu ngược với thằng chu kỳ. Nếu như chu kỳ là cái khoảng thời gian ngắn nhất để thực hiện một dao động toàn phần thì cái tần số nó là gì? Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong một đơn vị thời gian, đó là một giây. Thì vì thế nên là cái tần số nó sẽ có cái công thức nó nghịch đảo so với thằng chu kỳ. Đây là cái cơ bản trong sách giáo khoa. Và các bạn nên nhớ rằng là những cái câu hỏi trong các đề thi về đánh giá năng lực ấy. Ở đây chúng ta hiểu cái từ năng lực có nghĩa là gì? Khả năng tư duy. Đấy, không bắt chúng ta phải học thuộc. Đúng không? Bắt chúng ta chỉ cần chúng ta là nhớ được cái cơ bản và biết cách tư duy, nhận biết vấn đề và giải quyết vấn đề. Thế thôi. Rồi, tiếp theo là những cái công thức độc lập theo thời gian. À, cái này thì chúng ta cũng không cần phải nhớ chi tiết những cái này làm gì cả. Được chưa? Chúng ta chỉ cần nhớ cho thầy những cái gì thôi. À, x bằng gì nhỉ? A nhân với cos của omega t cộng phi. Nhớ cho thầy V bằng trừ omega nhân A nhân sin của omega t cộng phi. Nhớ thầy A bằng trừ đi omega bình phương nhân A nhân với cos của omega t cộng phi. Và nhớ thêm là gì? Sin bình cộng với cos bình bằng 1. Để rồi sao? Để rồi có thể suy ra được tất cả những biệt thức ở phía dưới này. Được chưa? Nào, cos đây này. Sin của một góc đây này. Cos của một góc đây này. Cos thì bằng x chia A đúng không? Sin thì bằng V chia trừ omega nhân A. Còn đấy. Thì thế vào phương trình toán học này là chúng ta có thể có được cái biệt thức của V, x, A giống như ở dưới này. Được chưa? Và khi mà vẽ đồ thị x theo t, v theo t và a theo t thì các bạn biết rồi, nó là cái đồ thị hình sin. Nhưng mà nếu đề bài yêu cầu vẽ cái đồ thị của v theo x đó, thì chúng ta phải viết được cái biểu thức của v theo x đây này, đúng không? Biểu thức này thì các bạn so sánh với biểu thức trong toán học chúng ta học khi mà học về cái đồ thị hình elips, đúng không? X chia cho a tất cả bình cộng với y chia cho gì? B tất cả bình bằng mấy? 1. Đây là cái đồ thị hàm số của cái hàm số này là có đồ thị là hình elips, đúng không? Thì nó tương ứng với cái này. Thì suy ra được là chúng ta khi vẽ đồ thị x với v chúng ta cũng nhận được một cái hình gì? Elips. Được chưa? Từ cái cơ học cơ bản đó, toán học thôi.
Tương tự như vậy thì cũng từ cách biến đổi sinh mình của bình này, chúng ta cũng rút ra được biệt thức giữa A với V. Trong đây là A với V là những cái biến số. Và những biến số này nó phụ thuộc vào nhau theo cũng theo một cái dạng hàm có đồ thị là hình elip. Như thế lên đây. Nhớ nhé. Thế còn đối với cái cặp đại lượng A với X thì sao? A với X thì các bạn có thể nhìn đây này. A đây này bằng trừ OA bình phương nhân A nhân với cos của thằng này. Thì cái thành phần đứng sau này nó sẽ là X. Vì thế nên gia tốc A nó bằng trừ omega bình phương nhân x. Và cũng dựa biệt thức này thì chúng ta có thể nhận diện ra được cái dạng đồ thị của A theo x. Được chưa? Đây này, A x mũ 1 đúng không? A mũ 1 thì đây là cái đồ thị là một cái đoạn thẳng đi qua góc tọa độ bởi vì có x bằng 0 và A bằng 0. Thầy nhấn mạnh là một đoạn thẳng thôi nhé, bởi vì cái x này thì có x max, x min, và có giới hạn đầu giới hạn cuối. Được chưa? Còn A thì cũng thế, nên vì thế nó không phải là một đường thẳng đâu. Chú ý nhé. Đôi khi là một cái câu hỏi có đáp án là một đoạn thẳng, một đường thẳng mà chúng ta vội vàng chúng ta chọn là sai đấy. Được chưa? Sai đấy. Và cái phần 6 đó là cái phần mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều. Dao động điều hòa và chuyển động tròn đều. Thì với một cái điểm M chuyển động tròn đều đây, ví dụ một điểm M bắt đầu từ M0 nhé, chuyển động tròn đều ngược chiều kim đồng hồ. Được chưa? Trên đường tròn tâm O với tốc độ góc là omega. Thì trên cái phương nằm ngang x này, nó luôn có một cái bóng của nó chuyển động theo. Đúng không? Khi mà M ở M0 thì cái bóng của nó là ở P0 trên x. Khi mà M đến cái vị trí ở thời điểm T đây này thì cái bóng nó là P. Và nó cứ chuyển động ở trên cái đường tròn này thì cái bóng của nó sẽ hiển thị ở trên OX này. Ok. Và khi mà M chuyển động tròn đều thì cái bóng của M sẽ chuyển động có giới hạn từ trừ A cho đến A trên trục OX. Và cái chuyển động của cái bóng này được coi là dao động điều hòa trên trục OX. Vậy thì lật ngược lại là gì? Với mỗi một cái dao động điều hòa thì chúng ta có thể biểu diễn thay bằng một cái chuyển động tròn đều tương ứng. Được chưa? Có nghĩa là với một cái phương trình dao động điều hòa x bằng A nhân với cos của omega t cộng với phi, chúng ta có thể biểu thị nó bằng một cái chuyển động tròn đều với tốc độ góc của chuyển động tròn đều đó bằng tần số góc omega. Với cái giới hạn biên cộng A và trừ A. Đó, chính là cái bán kính của cái vòng tròn. Được chưa? Đó. Nhớ nhé. Rồi, và người ta có thể tận dụng mối quan hệ chặt chẽ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa để giải quyết các bài toán về dao động điều hòa và dùng để xác định pha, xác định trạng thái, vị trí, thời điểm, khoảng thời gian, vận tốc và gia tốc. Tuy nhiên thì kiểu bài này thì thấy là cũng ít khi mà xuất hiện ở trong các đề thi đánh giá năng lực nhá. Vì nó xuất hiện nhiều ở trong cái phần thi trung học phổ thông quốc gia hơn. Thế nên ở đây thì các bạn tham khảo thôi. Được chưa? Tí là thầy sẽ có các câu hỏi mẫu thì sưu tầm được ở các cái đề thi thử cũng như là đề thi thật trong các cái năm từ 2018 cho đến 2021. Đây là cái sơ đồ liên quan đến cái dao động điều hòa kết hợp với chuyển động tròn đều. Và trên đây là các cái pha tương ứng. Đó. Và chúng ta nhớ rằng cái chỗ tính pha bao giờ cũng tính từ đây này. Đó. Khi chất điểm chuyển động tròn đều nó quay như này. Đó. Thì cái pha thay đổi. Đó. Và đây là những cái pha đặc biệt. Được chưa? Pha đặc biệt. Nếu mà quay theo nửa trên này thì pha dương. Còn nếu mà quay theo nửa dưới này thì chúng ta xét được pha âm. Rồi, và tiếp theo phần 7 cũng là cái phần nói về cái quãng đường và thời gian.
Thì cái phần này đây là thì đưa ra cho chúng ta một số cái khoảng thời gian và vật sẽ đi được những cái quãng đường đặc biệt. Ví dụ nhé, một nửa chu kỳ thì sẽ đi được quãng đường là từ trừ A cho đến A, tức là 2A, đúng không? Và 1/4 chu kỳ, nếu mà bắt đầu xuất phát từ biên âm thì sau 1/4 chu kỳ sẽ đến biên dương, à, sẽ đến vị trí cân bằng, nó đi được một quãng đường bằng A. Đó, vân vân. Một số cái khoảng thời gian khác, một quãng đường khác, các bạn có thể từ đây mà suy ra được. Được chưa? Và dưới đây phần 8 đó là các giá trị đại lượng pha ban đầu này, vận tốc, gia tốc ở các vị trí đặc biệt trong tác động điều hòa. Thì cái này các bạn cũng tham khảo thôi, chúng ta thử ngồi ngẫm xem cái gì chúng ta học xem áp dụng vào trong cái bảng này xem nó có phù hợp hay không, đúng không? Thì ở đây chúng ta không cần nhớ chi tiết đâu, các bạn nào trong quá trình làm thì các bạn làm nhiều bài tập thì sẽ tự nhớ thôi. Tiếp đến là cái vòng tròn lượng giác có quay và thời gian. Đó, thì đây là các cái vị trí đặc biệt. Vị trí đặc biệt thì chúng ta cần phải nhớ nhé, được chưa? Cần phải nhớ đây này, vị trí biên dương này, x max, a min, v bằng 0. Vị trí cân bằng theo chiều âm, x bằng 0, v min bằng trừ omega a, a bằng 0. Vị trí biên âm x bằng trừ a, vận tốc bằng 0, gia tốc a cực đại. Còn dưới đây là vị trí cân bằng, theo nửa dưới này, thì theo chiều dương, vận tốc dương, v max bằng omega nhân a, còn x với a thì đều bằng không cả. Thì chúng ta kết luận từ những cái này chúng ta ngẫm ra nhé, được chưa? Rồi đến phần tiếp theo, đó là chủ đề số 2, có lắc lò xo. Về điều kiện dao động điều hòa có lắc lò xo, cái này chúng ta cần phải nhớ này. Để một có lắc lò xo dao động điều hòa được thì chúng ta phải cần có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất đó là khối lượng của lò xo là không đáng kể. Điều kiện thứ hai là chúng ta bỏ qua cái ma sát và sức cản của không khí. Được chưa? Khi đạt được hai điều kiện này thì có lắc lò xo sẽ dao động điều hòa. Còn phần chứng minh tại sao dao động điều hòa thì chúng ta có thể đọc thêm, không cần phải nhớ cái chứng minh đấy. Ở đây thì có một số cái kiểu các lắc lò xo người ta có thể đặt để cho nó dao động điều hòa được: nằm ngang, thẳng đứng và nghiêng. Tuy nhiên thì trường hợp nghiêng thì ít khi chúng ta gặp nhé, chúng ta có thể bỏ qua, không cần lưu ý đến trường hợp này. Chúng ta cần nhớ thầy chu kỳ và tần số góc. Những công thức này là công thức căn bản, những cái gì căn bản nhớ được ai cũng phải nhớ, được chưa? Đó. Nhớ ký hiệu này, nhớ đơn vị này, và nhớ cách biến đổi từ cái này tính ra cái kia trong một công thức, được chưa? Ở đây K là độ cứng của lò xo, M là khối lượng. Độ cứng thì đơn vị là newton trên mét, còn M khối lượng thì đơn vị là kg. Omega tần số góc đơn vị radian trên giây, chu kỳ đơn vị giây, tần số đơn vị hertz hay là vòng trên giây. Ok. Tiếp theo đó là cái độ biến dạng của lò xo khi ở vị trí cân bằng và ở một vị trí bất kỳ. Thì đây xét là vị trí cân bằng đã. Vị trí cân bằng thì độ biến dạng này ký hiệu là delta L0. Nếu mà có lắc lò xo nằm ngang thì khi chúng ta gắn vật vào để vật nằm cân bằng thì khi đó lò xo chưa biến dạng. Nhá, bây giờ đây chiều dài L0 như này, đúng không? Gắn vật như thế này. Đấy, thì vật ở vậy trạng thái cân bằng và lúc đó là cái lò xo chưa biến dạng, có nghĩa là cái độ biến dạng của nó bằng không. Thế còn trong trường hợp mà có lắc lò xo treo thẳng đứng, à, nếu có treo thẳng đứng thì sao? Chiều dài tự nhiên là L0, đúng không? Bây giờ nếu mà treo vật vào dưới đây đó, thì lò xo sẽ dài ra, và khi đó là cái chiều dài ở vị trí cân bằng nó dài hơn cái chiều dài tự nhiên một đoạn là delta L0. Thì cái delta L0 này chúng ta coi là độ biến dạng ở vị trí cân bằng.
hay độ giãn của lò xo vị trí cân bằng. Và để giãn được như thế này và nằm yên như thế này thì cái vật này phải chịu tác động của hai lực. Lực thứ nhất là trọng lực P và lực thứ hai là cái lực đàn hồi của lò xo. Khi nó biến dạng thì nó sẽ tác động vào vật, đúng không? Nó sẽ giữ vật lại. Đó. Kéo vật lại, nếu không thì nó sẽ rơi tự do mất. Được không nào? Và F đàn hồi này nó phải bằng với P với độ lớn. Như nó ngược chiều nhưng mà độ lớn thì nó bằng nhau. Và F đàn hồi thì bằng K nhân delta L không. Đấy. Trong khi đó thì P thì bằng M nhân G. Vậy thì chúng ta có thể rút ra được delta L không nó bằng MG chia K. Đây là lý do tại sao chúng ta có công thức này. Được chưa? Còn trường hợp các lắc là sau nằm nghiêng thì thôi, bỏ qua. Tuy nhiên thì đối với trường hợp các lắc là sau chuyển đứng này, vừa rồi chúng ta có nói đến công thức omega bằng căn bậc 2 của K chia M. Được chưa? Thế bây giờ nhìn này, vừa rồi chúng ta lại có một công thức là delta L bằng MG chia K, hay là K nhân delta L bằng MG. Thì từ đây có thể rút ra được gì? Rút ra được là K chia cho M nó bằng G chia delta L không. Vậy thì thay vì viết là căn bậc 2 của K chia M, chúng ta có thể có một cách viết khác, đó là căn bậc 2 của G chia delta L không. Cái này là phải nhớ đấy nhá. Rồi tiếp theo về cái lực phục hồi, lực đàn hồi và chiều dài của plug là sao? Nào, lực phục hồi thì các bạn có thể gọi là lực hồi phục hoặc có thể gọi là lực hợp lực. Đấy, tổng hợp tất cả các lực tác dụng vào vật. Chúng ta gọi nó là hợp lực. Và hợp lực thì theo định luật 2 Newton, F hợp lực bằng M như na. Thì suy ra F hồi phục, nó dưới cái tên đấy thì nó cũng được viết bằng tích của M như na. Nó sẽ là chúng ta biết là gia tốc A ấy, thì nó bằng gì? A thì bằng gì nhỉ? A nó sẽ bằng là trừ omega bình phương nhân x, đúng không? Đấy. Thì khi mà chúng ta thay A bằng trừ omega bình phương nhân x, chúng ta sẽ có được là đấy, thay vào đây chúng ta sẽ có được là gì? M nhân với omega bình nhân x. Mà M nhân O bình chính bằng K thôi. Được chưa? Đó. Và chúng ta có biểu thức của F hồi phục thôi. Thì cái đặc điểm của F hồi phục, các bạn cũng nhớ cho là nó F hồi phục nó cùng hướng với gia tốc A. Mà gia tốc A thì chúng ta biết rồi, nó luôn hướng về vị trí cân bằng. Được chưa? Thế nên cái F hồi phục này cũng luôn hướng về vị trí cân bằng. Được chưa? Và nếu mà xét về cái cạnh độ lớn của F hồi phục thì nó bằng độ lớn của A nhân độ lớn của M, hay có thể viết bằng độ lớn của K của X nhân với K. Cái X ở đây thì các bạn nhớ đổi về đơn vị mét để cho được F hồi phục đơn vị Newton. K để đơn vị Newton trên mét. Đó. Và F hồi phục này đạt giá trị đại tại vị trí biên, có thể biên dương hoặc biên âm. Thế còn tại vị trí cân bằng, khi mà x bằng 0 thì F hồi phục cũng sẽ bằng 0. Cái F hồi phục này cũng khá quan trọng. Về cái lực đàn hồi, lực đàn hồi là cái lực do lò xo tác dụng vào vật khi mà lò xo bị biến dạng, bị vật làm cho nó biến dạng, đúng không? Hay là một cái đối tượng khác tác động vào vật và đồng thời làm cho lò xo biến dạng, thì khi đó lò xo sẽ tác dụng vào vật. Và khi lực đàn hồi xuất hiện thì nó có tác dụng chống lại cái sự biến dạng của lò xo và đưa lò xo trở về trạng thái tự nhiên. Đối với chúng ta kéo một cái dây cao su thì chúng ta thấy giống như là cái dây cao su nó kéo mình lại, đúng không? Hay là kéo lò xo cũng vậy. Thì đấy là khi lực đàn hồi đã đang tác động vào tay chúng ta, đưa nó quay trở về hình dạng ban đầu. Và chiều của lực đàn hồi thì nó ngược với chiều biến dạng của lò xo. Lò xo mà nó giãn ra thì lực đàn hồi nó sẽ thu lại vào trong, đúng không?
còn lò xo đang bị nén vào thì lần hồi là xu hướng là hướng ra ngoài, ngược chiều với hướng biến dạng. Thì còn công thức tính cái độ lớn của đàn hồi thì đây chúng ta nhớ này, độ lớn của đàn hồi thì bằng độ cứng nhân với độ biến dạng. Độ cứng là K rồi, biến dạng là delta L. Cái delta L này chúng ta có thể viết thành delta L không, là độ biến dạng vị trí cân bằng cộng hoặc trừ đi x trừ đi ly độ của vật ở một thời điểm bất kỳ, thì chúng ta sẽ ra được cái độ biến dạng này. Tiếp đến cũng khá là quan trọng, đó chính là cái năng lượng của con lắc lò xo. Thế năng, phải nhớ này, biểu thức thế năng thì bằng một hai cái bình thôi, đây là thế năng đàn hồi cộng với thế năng trọng trường. Trong trường hợp con lắc lò xo nằm ngang thì nó chỉ có thế năng gì thôi, thế năng đàn hồi. Nhưng mà nếu mà con lắc lò xo treo thẳng đứng thì cái thế năng này nó sẽ là tổng hợp của thế năng đàn hồi và thế năng trọng trường. Đó. Thì người ta chứng minh được cái biểu thức tổng hợp đấy nó bằng 1 phần 2 cái bình x ở đây là ly độ, mà ly độ thì là bằng A nhân cos omega t cộng phi rồi, cái này chúng ta đã biết rồi. Thay biểu thức trên vào đây chúng ta sẽ có biểu thức của thế năng, và chúng ta cũng thấy rằng là thế năng nó cũng thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên thì cái sự thay đổi này nó không phải là sự thay đổi theo cái dạng biến thiên điều hòa giống như x A, ở đây nó chỉ là biến thiên tuần hoàn thôi. Với cái chu kỳ của thế năng nó bằng một nửa chu kỳ của dao động, một nửa chu kỳ của x, v và a. Còn cái tần số góc của thế năng nó bằng hai lần tần số góc của dao động. Tần số cũng thế. Được chưa? Tương tự như vậy thì động năng thì nó chỉ có một biểu thức chung thôi, 1 phần 2 m v bình. Mà V thì nó bằng trừ omega nhân A nhân sin. Thay vào đây, chúng ta thấy rằng động năng nó biến thiên cũng điều hòa tuần hoàn theo thời gian, đúng không? Và cũng với cái chu kỳ của động năng nó cũng bằng chu kỳ của thế năng, và cũng bằng như trên. Đó. Thế còn cơ năng, nếu như bỏ qua ma sát vật với dao động điều hòa, thì khi đó cơ năng nó chỉ là tổng của động năng và thế năng thôi. Và khi chúng ta cộng hai thằng này với nhau, đấy, các bạn thấy sin bình và cos bình bằng một rồi, thì sẽ dư ra một cái hệ số 1 phần 2 m omega bình a bình. Và m omega bình thì nó bằng k thôi, chúng ta có thể thay đây. Và có thể dễ dàng nhận thấy đây là cái biểu thức nó không phụ thuộc vào biến thời gian. Cơ năng trong dao động điều hòa được bảo toàn, không đổi theo thời gian. Được chưa? Còn những cái chú ý dưới này thì các bạn về sẽ đọc thêm nhé. Rất nhanh để lát nữa chúng ta có thời gian làm bài tập. Để chủ đề số 3 là con lắc đơn. Thì thấy là con lắc đơn này thì người ta cũng xoáy khá là nhiều vào, xoáy rất nhiều. Và để cho con lắc đơn có thể dao động điều hòa được thì cũng phải cần có một số điều kiện như sau. Thứ nhất, sợi dây phải đủ dài, mạch không giãn và có khối lượng không đáng kể. À, thứ hai đó là bỏ qua ma sát, sức cản không khí. Và cái thứ ba đó là cái biên độ góc nó đủ nhỏ. Đủ nhỏ đây có nghĩa là cái biên độ góc khi chúng ta kéo cái vật lệch, làm cho cái dây lệch ở phương thẳng đứng ấy, sau đó thả ra thì cái đấy là chúng ta đã tạo ra một cái biên độ góc, đúng không? Và cái biên độ góc này phải nhỏ, nhỏ hơn 10 độ thì cái dao động đấy mới được coi gần đúng là dao động điều hòa. Phải có đầy đủ ba cái yếu tố này nhé. Rồi, và khi dao động điều hòa thì cái chu kỳ của các lắc đơn đó là 2 pi căn bằng 2 của L trên G. Tần số góc chúng ta biết rồi, đúng không? Tần số thì biết rồi. Đó, cái này chúng ta đã học qua rồi. Thử nhắc lại để chúng ta nhớ thôi. Về cái phương trình dao động của các lắc đơn, dao động điều hòa, thì ở đây nó có hai cái loại phương trình. Một loại là xét theo ly độ dài, có nghĩa là đây chúng ta hình dung như này nhé,
Đó, đây này. Đấy, thì khi mà dao động như thế này đúng không? Thì nó cũng giống như là nếu mà chúng ta xét ở góc ở trên này nó khá nhỏ. Đó. Thì cái đoạn ở dưới này, đoạn cong này nó gần như một đoạn thẳng. Đúng chưa? Thì các bạn thấy nó gần giống như là cái quỹ đạo thẳng được tạo ra ở đây. Và bên này là trừ S0, bên này là S0. Bên này là trục OS chẳng hạn. Thì cái vật nó giống như dao động ở trên đoạn. Mặc dù nó đơn cong, nó hiểu như vậy. Được chưa? Thì cái phương trình này là phương trình lấy độ dài S bằng S0, cốt là T. Thế còn khi dao động thì cái góc ở trên này cũng biến thiên đúng không? Đó, biến thiên. Được chưa? Bắt qua bắt lại thì góc alpha này cũng biến thiên theo thời gian. Và cái phương trình lấy độ góc xuất phát từ đó. Và nhớ là góc ở đây người ta không xét đơn vị độ đâu nhé, đơn vị radian nhé. Được chưa? Và công thức liên hệ giữa gì? Lấy độ dài và lấy độ góc. Tại sao như vậy? Tại sao có liên hệ như vậy? Tại vì chúng ta vừa xét là cái góc nhỏ 10 độ. Như vậy đoạn cong này gần như một đoạn thẳng. Tam giác này gần như tam giác vuông. Chiều dài S. Đúng không? Thì xét tam giác này, tam giác vuông tại cái điểm H chẳng hạn, thì có sin của gì? Alpha 0. Nó bằng đối alpha 0 mà, đối chiếu trung huyền. Đây là cạnh đối là S0, huyền là L đúng không? Suy ra được là S0 là bằng L nhân với sin của alpha 0. Thì trong trường hợp alpha 0 nhỏ hơn 10 độ đó, thì cái sin của alpha 0 sắp xỉ bằng alpha 0 tính theo đơn vị radian. Và vì thế nên chúng ta có thể thế cái chỗ sin alpha 0 này bằng alpha 0. Thì cái biểu thức này sẽ sắp xỉ là L nhân alpha 0. Tương tự như vậy thì nếu ở một thời điểm bất kỳ, S ở đây nó cũng bằng L nhân alpha. Đó. Được chưa? Và từ thế nên chúng ta có thể dễ dàng chuyển từ phương trình lấy độ dài sang lấy độ góc và ngược lại góc sang lấy độ dài bằng cách nhân hoặc là chia với L. Các bạn có thể ra được thôi. Và công thức liên hệ giữa hai thằng này ở đây. Tiếp đến đó là cái phương trình vận tốc, gia tốc và lực hồi phục trong dao động điều hòa có lắc đơn. Thì phương trình vận tốc ở đây vừa rồi chúng ta có lấy độ dài đúng không? Thì chúng ta sẽ phẩy cái lấy độ dài này để ra cái vận tốc. Đó, thì cái này các bạn cũng có thể dựa vào những cái gì chúng ta học ở trong dao động điều hòa cơ bản để suy ra được, không có gì phức tạp cả. Thầy ơi. Em nghĩ là con lắc đơn vận tốc của hắn là sẽ bằng cộng trừ căn 2GL của cốt alpha trừ cho cốt alpha 0 chứ ạ? À, đúng rồi. Em chứng minh cái này, tí nữa chứng minh cái này nhé. Nó cũng ra được điều đó. Được chưa? Và tí nữa thầy sẽ chứng minh cái đó. Nhá, ở đây nó chỉ là một cách viết thôi. Đây là viết vận tốc theo thời gian em ạ. Vâng. Ok. Biểu thức của vận tốc theo thời gian. Thế còn gia tốc theo thời gian thì nó bằng V phẩy. Đấy, thì các bạn cũng sẽ đạo hàm thằng biểu thức V vừa rồi. Tương tự như trong phần đại cương dao động điều hòa chúng ta đã có. Thì từ cái biểu thức này chúng ta có thể rút ra được cái A max, A min. A max tại vị trí biên, còn A min độ lớn của nó sẽ bằng tại vị trí cân bằng. Còn không. Và chú ý rằng cái vector gia tốc thì luôn hướng về cân bằng. Đấy, đây là cái điểm chung của những cái vật dao động điều hòa. Gia tốc thì luôn hướng chuyển bằng. Còn vector vận tốc thì luôn hướng cùng với hướng chuyển động. Nhớ như vậy nhé. Thì đối với con lắc đơn thì cái gia tốc nó có hai loại. Gia tốc toàn phần bao gồm hai loại. Một là loại gia tốc tiếp tuyến thì gọi là ATT. Còn hai là gia tốc hướng tâm thì gọi là HT. A tiếp tuyến thì nó bằng V phẩy theo T và có thể được xác định bằng G nhân alpha. Ở đây người ta viết theo alpha, nhưng mình hiểu rằng alpha nó cũng phụ thuộc vào thời gian. Đúng không? Thì đây là cách viết A theo alpha thôi. Còn trên là cách viết cụ thể hơn. Đó. Được chưa?
Rồi gia tốc hướng tâm thì bằng nó giống như một chuyển động tròn đều ấy. Đây, các bạn hình dung này. Đấy nhá, khi vật ở đây nhá. Thì nó có hai thành phần. Một là thành phần gia tốc tiếp tuyến. Đúng không? Và hai là thành phần gia tốc gì nhỉ? Hướng tâm. Đây là chuyển động tròn đều, nó hướng một cái tâm ở chỗ này này, các bạn nhìn này. Được chưa? Nó sẽ đi với quỹ đạo như thế này. Đó, và tâm nó ở đây. Thì gia tốc hướng tâm nó phải hướng theo phương tiếp tuyến mà hướng vào tâm. Thế thì sau khi mà chúng ta tổng hợp hai thằng này theo quy tắc tổng hợp vector, chúng ta sẽ nhận được cái gia tốc và phần. Và do hai thằng này vuông góc với nhau, a hướng tâm và tiếp tuyến vuông góc với nhau, thế nên cái a toàn phần sẽ được xác định giống như Pythagore, căn bậc hai của a tiếp tuyến bình cộng a hướng tâm bình. Rồi, và nếu như ở vị trí cân bằng thì chúng ta có alpha bằng 0. Alpha bằng 0 dẫn tới a tiếp tuyến nó sẽ bằng 0. Ok, còn a hướng tâm thì sẽ bằng g nhân alpha 0 bình. Thì khi đó thay vào đây, chúng ta sẽ có được a nó bằng a hướng tâm bằng g nhân alpha 0 bình. Thế còn ở vị trí biên thì sao? Vị trí biên thì alpha nó có thể bằng cộng hoặc trừ alpha 0. Chúng ta đem thay nó vào biểu thức này. Chúng ta sẽ thấy rằng a hướng tâm bằng g nhân alpha 0 bình trừ alpha 0 bình nó bằng 0. Như vậy gia tốc nó chỉ còn thành phần gia tốc tiếp tuyến thôi. Các bạn thay vào đây. Được chưa? Thì khi đó là a nó bằng a tiếp tuyến. Và cái độ lớn của a nó khi đó sẽ bằng là g nhân alpha 0. Được chưa? Đấy, thì nó có hai cái vị trí đặc biệt như vậy. Nhớ nhé. Thế còn biểu thức độc lập theo thời gian. Độc lập theo thời gian. Tức là ở đây mình bỏ biến thời gian ra. Mình chỉ viết là ở giữa S, S0, V thôi. Hay là giữa V, A với là S0 thôi. Đó. Thì đây là cái biểu thức của bạn vừa nhắc tới đấy. Được chưa? Còn cái biểu thức mà V theo thời gian kia là biểu thức ở trên này, không sai đâu nhé. Được chưa? Rồi, về cái lực phục hồi thì sẽ là lực kéo về. Ở đây nó chính là M nhân A tiếp tuyến. Nó chính là M nhân với omega bình nhân S mang dấu trừ. Thì cái này có thể biến đổi trừ M nhân G nhân alpha. Về cái năng lượng có lắc đơn thì đây là các cái biểu thức tổng quát. Được chưa? Có nghĩa là với cái alpha bất kỳ thì động năng, thế năng thì thế năng trọng trường thôi nhé, không có thế năng đàn hồi. MGH hay MGZ. Được chưa? Nó biết Z được. Chứ là MGL nhân 1 trừ cos alpha. Còn cơ năng thì bằng động năng cộng với thế năng. Và nếu như coi bỏ qua cái sức cản không khí thì cơ năng này cũng có thể coi là không thay đổi. Tuy nhiên thì với alpha bất kỳ thì không phải là cái dao động nào cũng phải dao động điều hòa đâu nhé. Được chưa? Chúng ta đã nhớ về dao động điều hòa trong các lắc đơn rồi, xảy ra khi nào có cái điều kiện góc là nhỏ hơn 10 độ, đúng không? Biên độ góc nhỏ hơn 10 độ thì mới được coi dao động điều hòa. Và khi đó thì chúng ta có được quyền sử dụng những cái công thức gần đúng. Công thức gần đúng nó như thế nào? Đây là những công thức tổng quát, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ thay cái gần đúng vào cái biểu thức tổng quát này để chuyển sang cái biểu thức ứng với dao động điều hòa. Ở đây thì các bạn biết là sin alpha, đúng không? Thì có thể viết thành sin của 2 nhân alpha chia 2 không? Đúng chưa? Đó. Hoặc là đây là sin alpha thì có thể là các bạn lấy xấp xỉ bằng alpha đi, được không? Thế còn cos alpha thì sao? Cos alpha thì các bạn có thể biết là cos 2 nhân alpha chia 2. Đó. Được chưa? Và nó bằng 1 trừ đi gì? 2 sin bình alpha chia 2. Và nếu như mà sin alpha xấp xỉ alpha được thì sin alpha chia 2 xấp xỉ alpha chia 2 được. Và chỗ này thì có thể xấp xỉ bằng 1 trừ đi 2 nhân alpha bình chia 4. Thì cái này xấp xỉ bằng 1 trừ đi bao nhiêu?
alpha bình chia 2. Đó. Thì đây, những cái code của alpha chúng ta cho nó bằng cái này để chuyển từ biệt thức tổng quát sang biệt thức gần đúng. Tuy nhiên là code alpha 0 nó sẽ bằng 1 trừ alpha 0 bình chia 2. Được chưa? Thì thay hết nó vào đây. Chỗ nào có thì chúng ta thay nó vào. Để rồi chúng ta sẽ chuyển sang biệt thức gần đúng. Động năng như thế này, thế năng như thế này và cơ năng đây. Ok, đó. Rồi có một cái biểu thức nữa khá là quan trọng, đó là cái biểu thức tính lực căng. Đã trong cái đề tham khảo năm 2021 là người ta cũng đã hỏi về cái lực căng này rồi. Đây là cái công thức tổng quát cho cái trường hợp dao động điều hòa alpha nhỏ 10. Các bạn nhớ công thức này thôi, không phải chứng minh. V đây. Được chưa? Rồi, đấy là một số cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái bài về con lắc đơn. Tiếp theo, chủ đề 4 đó là các loại dao động tắt dần, duy trì và cưỡng bức. Tắt dần là cái dao động như thế nào? Có biên độ giảm dần theo thời gian, đúng không? Có thể nói là biên độ giảm cũng được, hoặc là có thể nói là cơ năng giảm dần theo thời gian cũng được. Đó. Chú ý nhé, cơ năng giảm dần theo thời gian. Và cái cơ năng giảm dần thì nó chuyển đi đâu? Nó sẽ chuyển thành gì? Nó sẽ chuyển thành công của gì? Lực ma sát. Công lực ma sát là công âm. Đấy. Và dần dần là cái cơ năng sẽ mất dần đi. Và công lực ma sát thì nó sẽ chuyển thành nhiệt năng, nhiệt lượng tỏa ra môi trường. Và nếu như lực cản càng lớn thì dao động điều dao động tắt dần càng nhanh. Thế thì người ta có thể cho chúng ta biết là hỏi chúng ta so sánh cái dao động của một cái dao động ở trong các môi trường khác nhau. Đấy, ví dụ như là môi trường dầu, môi trường nước, môi trường không khí chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta đánh giá xem ở cái môi trường nào mà có sức cản lớn thì nó tắt dần nhanh, đúng không? Còn môi trường nào có sức cản nhỏ thì tắt dần gì nhỉ? Chậm. Câu hỏi thực tế là tao đánh như vậy. Và đặc điểm dao động tắt dần thì chu kỳ tần số coi như là không thay đổi cho đến khi dừng lại. Đấy chứ? Thế là dừng lại thì những cái này nó bằng không rồi. Đang nói trong quá trình dao động thôi. Thì chu kỳ và tần số là coi như không thay đổi. Thế còn dao động duy trì, thì các bạn chỉ cần nhớ cho thầy là cái đồng hồ quả lắc. Đồng hồ quả lắc dao động như thế nào thì đấy là gọi là động duy trì. Cứ sau khi mà nó thực hiện một chu kỳ thì thực hiện được 2 giây đấy. Một chu kỳ là 2 giây. Đi qua mất 1 giây, xong đi về mất 1 giây nữa, chu kỳ bằng 2 giây. Được chưa? Đấy là một cái dao động toàn phần. Và nó sẽ mất đi một phần năng lượng do cái sức cản không khí. Nhưng mà khi nó về đến cái nơi mà nó có chứa dây cót ấy, đó, bộ phận chuyển đổi giữa cái cơ năng của dây cót, nó đã truyền cái cơ năng cho cái quả lắc. Và cái chuyện sự truyền đó là cái sự truyền năng lượng. Và cái năng lượng mà cái quả lắc nhận được nó chính bằng năng lượng nó mất đi sau một chu kỳ. Vì thế nên cái cơ năng của quả lắc nó được bảo toàn. Đúng không? Mà cơ năng được bảo toàn thì sao? Cơ năng được bảo toàn thì chu kỳ không thay đổi, đúng không? Được duy trì. Và biên độ cũng gì? Không thay đổi. Đó chính là dao động duy trì. Thế còn dao động cưỡng bức. Cưỡng bức là giống như chúng ta ép buộc một ai đó. Ở đây đang có một dao động điều hòa. Đúng không? Dao động điều hòa. Có dạng là x bằng a nhân với cos của omega 0 nhân t cộng phi chẳng hạn. Thì bây giờ nếu như mà có một cái ngoại lực mà nó tác động vào cái dao động điều hòa này, nó muốn cho cái dao động điều hòa này dao động theo cái tần số của nó, đúng không? Đấy. Thì cái dao động đấy được gọi là dao động gì? Cưỡng bức. Như vậy sau khi mà bị tác động thì nó sẽ tạo ra một cái dao động cưỡng bức.
Dao động cơ bước này có tần số góc nó bằng với tần số góc của cái ngoại lực. Ok. Và có biên độ của dao động cơ bước nó bị ảnh hưởng bởi cái ngoại lực này. Ảnh hưởng như thế nào? Người ta nghiên cứu rằng là cái biên độ của dao động cơ bước này nó phụ thuộc vào cái biên độ của ngoại lực. Nếu như cái biên độ ngoại lực này càng lớn thì cái biên độ của dao động cơ bước này cũng sẽ lớn. Tức là cái F0 này, F max này. Càng lớn thì cái dao động cơ bước tạo ra nó có biên độ cũng sẽ càng lớn theo. Cái thứ hai là nó phụ thuộc vào cái ma sát, cái lực cản của môi trường nữa. Lực cản môi trường mà càng lớn thì cái biên độ dao động cơ bước nó sẽ càng nhỏ. Và cái yếu tố thứ ba đó là gì? Đó là nó phụ thuộc vào độ chênh giữa hai cái tần số góc, hai cái tần số. Một là tần số của ngoại lực và hai là tần số dao động riêng của cái hệ. Tức là hiệu omega omega 0. Đấy, cái độ chênh này. Độ chênh này nó sẽ quyết định, nó sẽ ảnh hưởng đến cái A cơ bước này. Nếu như độ chênh này càng nhỏ thì biên độ dao động cơ bước càng lớn. Và khi cái độ chênh này nó bằng 0, nhỏ nhất, thì cái biên độ dao động cơ bước sẽ đạt giá trị lớn nhất. Và khi đó chúng ta gọi nó là hiện tượng cộng hưởng. Cộng hưởng nghĩa là khi omega ngoại lực bằng omega riêng của hệ, biên độ đạt giá trị cực đại, thì đấy được gọi là dao động cơ bước xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Rồi, đang chủ đề cuối cùng trong phần cơ này, đó là tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Thì vừa rồi chúng ta đã học một cái kiểu biểu diễn cho một dao động điều hòa, đó chính là biểu diễn bằng phương trình lượng giác dạng x bằng a nhân cos omega t v. Thì trước khi tìm hiểu về cái phần tổng hợp hai dao động này, chúng ta học thêm một cái cách biểu diễn nữa cho một dao động điều hòa, đó là biểu diễn bằng một vector quay. Với một dao động điều hòa dạng tổng quát như này thì chúng ta có thể thay thế nó bằng một cái vector quay OM. Vector quay OM này có đặc điểm như thế nào? Đầu tiên nhé, chúng ta vẽ ra một cái trục OX làm trục chuẩn. Đó. Và chúng ta vẽ ra một cái vector OM. Vector OM này thì nó có độ dài tỷ lệ thuận với biên độ A của dao động điều hòa. Được chưa? Và cái góc hợp bởi giữa vector OM này với cái trục OX này, nó là cái pha của dao động. Được chưa? Đây này, cái góc giữa OM và OX này là pha của dao động điều hòa. Và nếu như chúng ta xét ở thời điểm t bằng 0 thì cái pha này bằng phi. Thường thì người ta hay vẽ như thế này, OA, OM. Thì từ nay về sau, khi bắt gặp một cái bài toán mà chúng ta cần thiết phải sử dụng cái phép biểu diễn này thì các bạn nhớ nhé, có thể thay một cái dao động điều hòa bằng một cái vector quay tương ứng. Vector này có độ dài tỷ lệ với biên độ và cái góc hợp bởi cái vector với cái trục chuẩn OX là pha dao động. Nếu xét tại thời điểm t thì cái pha nó bằng phi. Cái tốc độ quay của vector đấy, nó bằng với tốc độ góc omega bằng với tần số trong dao động điều hòa. Được chưa? Và cái việc mà chúng ta sử dụng cái phép biểu diễn bằng vector quay của dao động điều hòa như này thì nó sẽ giúp chúng ta giải được cái bài toán tổng hợp hai dao động. Ví dụ như chúng ta có hai dao động cùng phương x1, x2 cùng phương OX đấy, cùng tần số đúng không? Omega. Và có độ chênh pha, hiệu pha không đổi theo thời gian thì chúng ta có thể tổng hợp được chúng bằng cách là thay thế x1 bằng vector OM1, vector A1, thay thế x2 bằng vector OM2, vector A2, rồi chúng ta sẽ tiến hành tổng hợp hai vector này để ra một vector tổng hợp OM. Vector OM này sẽ cho chúng ta biết thông tin về cái dao động tổng hợp, có nghĩa là chúng ta có thể tính cái độ dài OM theo các độ dài OM1, OM2, theo các A1, A2 để chúng ta tìm ra được A tổng hợp. Và có thể xác định cái góc hợp bởi giữa OM với trục X để tìm ra được cái pha ban đầu của dao động tổng hợp. Và thế là
chúng ta sẽ có một cái dao động tổng hợp rồi. Đấy là cách biểu diễn và suy ra được. Thì người ta đã chứng minh rằng là cái công thức tính A, tính biên độ A tổng hợp theo các A thành phần dựa trên cái hình học này cũng sẽ suy ra được như thế này. Muốn tính A chúng ta dùng cái A này, còn căn bậc 2 gọi là một bình. Thế còn muốn tính cái pha ban đầu của dao động tổng hợp thì ta dùng công thức tam phi. Và cuối cùng đó là cái độ lệch pha giữa hai dao động. Khi xét độ lệch pha thì ta hiểu đây là hiệu hai pha, được chưa? Hiệu hai pha. Chúng ta sẽ đem cái pha của thằng thứ hai trừ pha thứ nhất hoặc ngược lại cũng được, không sao cả. Thường thì đi hai trừ nhất vì chúng có chung omega, thế nên bớt thằng này đi. Còn phi hai trừ phi một. Và nếu như mà phi 2 lớn hơn phi 1, hay nói khác là delta phi này lớn không, thì dao động thứ hai sẽ sớm pha thứ nhất. Và ngược lại, nếu phi 2 nhỏ hơn phi 1 thì dao động thứ nhất sẽ sớm pha được thứ hai. Và có một số trường hợp đặc biệt các em cần lưu ý. Ba trường hợp đặc biệt nhé. Trường hợp là độ chênh pha này nó bằng 2k pi. 2k pi là chẵn pi đấy. Với k chạy từ 0 1 2 ôn cộng trừ thì hai dao động này được gọi là cùng pha, và khi đó chúng ta có thể tính được cái a bằng công thức tính nhanh là bằng a một cộng a hai. Đây là biên độ lớn nhất có thể của dao động tổng hợp. Thế còn ngược lại, nếu như hai dao động ngược pha với nhau thì độ chênh pha khi đó sẽ bằng lẻ lần pi, và khi đó biên độ sẽ đạt được của dao động tổng hợp ấy nó là bằng trị tuyệt đối của a một trừ đi a hai, và cái này là bằng a min. Trường hợp vuông pha thì các em cũng nhớ rồi đúng không? Chỗ này cũng khá dễ nhớ. Thế còn trong trường hợp độ chênh pha là bất kỳ thì cái biên độ nó sẽ được giới hạn trong cái khoảng từ A min cho đến A max. Thì cái này giúp chúng ta sẽ nhận xét được cái giá trị của A thôi, chứ không tính toán được chính xác. Rồi, đấy là cái phần lý thuyết. Có lẽ là thầy cũng nhắc lại hơi nhanh bởi vì cái phần này vốn dĩ là cái phần chúng ta đã học rồi. Tuy nhiên thì cũng cần phải nhấn mạnh một chút để tí nữa chúng ta làm bài tập thì có thể coi những cái gợi nhớ để chúng ta kết nối được cái phần bài tập. Và tiếp theo là một số cái bài tập tham khảo. Thì với đầu tiên câu 77. Câu 77.1, câu 1 nhé. Nào. Phát biểu nào sau đây đúng? Khi một chất điểm dao động điều hòa thì thế nào? Các bạn có thể nhắn tin đáp án vào trong phần chat được không? Để cho thầy đáp án B ạ. À, đáp án B đúng rồi. Đồ thị biểu diễn. Cái phần chat nó bị tắt rồi ạ. À, phần chat tắt rồi à? Ok. Thầy không tắt phần chat đâu nhá. Rồi, đồ thị biểu diễn vận tốc theo gia tốc là một đường elip, đúng không? Cái câu D tại sao lại sai các bạn biết không? Gia tốc theo đi lộ thì sai ở đâu? Đường thẳng. Đi qua có tọa độ đúng không? Đúng rồi, chính xác, nó sai chỗ đường thẳng này. Thực ra nó chỉ là một đoạn thẳng thôi. Cái này thì đã nhấn mạnh rồi. Tiếp theo, câu 77. Câu 77 này nói về cái lực đàn hồi. Lực đàn hồi có độ lớn cực đại, đúng không? Thì ép đàn hồi đáp án gì? B. Treo thẳng đứng đúng không? Treo thẳng đứng thì nó có delta L không? Khác không? Thế nên công thức của ép đàn hồi cực đại nó sẽ là như sau. K nhân với delta L không cộng với A đúng không? Hoặc là A cộng delta L không. Đó. Thì bây giờ nhìn ở quanh các đáp án thì chúng ta thấy rằng là delta L không ở đây không biết. Chúng ta biết theo cái khác, theo G và omega cơ. Thì chúng ta nhớ là omega bằng căn bậc 2 của G chia cho delta L0, đúng không? Thì suy ra được delta L0 khi đó nó sẽ bằng là G chia cho omega bình. Chúng ta đem thay nó vào đây. Và dễ dàng nhận thấy rằng đáp án C là chính xác, đúng không? Rồi, tiếp theo câu 125. Nào, chúng ta cùng đọc cái bài nào. Một chiếc micro được nối với một dao động ký điện tử để ghi nhận cái âm thanh phát ra từ còi xe cứu thương đang chạy trên đường. Màn hình dao động ký như hình vẽ. Đây. Câu này chính là câu trong đề thi minh họa của Đại học Quốc gia Hà Nội đấy, năm 2021.
Đấy, thì các bạn chọn đáp án gì ở đây? A, B, C, D. C ạ. À, đúng rồi. C. Xe cứu thương đang chạy ra xa vì biên độ giảm dần. Đúng rồi. Đây này, cái này nó liên quan đến cái dao động tác dần đấy. Dao động tác dần là dao động mà có biên độ giảm dần theo thời gian, đúng không? Cứ định nghĩa mà làm. Càng chạy ra xa thì âm thanh nó càng dần dần nó yếu đi, đúng không? Những cái phần tử không khí nó dao động mạnh, nó sẽ đập vào cái màn vào cái các cái màn ở trong cái dao động ký, nó sẽ làm cho cái dao động đấy chuyển thành dao động điện. Được chưa? Và nếu như mà dao động bên ngoài mà nó kiểu như thế nào thì trong dao động điện nó sẽ có cái đồ thị thể hiện cái dao động như vậy. Rồi câu tiếp theo là câu 124. Bạn hãy suy nghĩ nào. Ở đây một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ. Tức là trường hợp góc alpha nhỏ hơn 10 độ. Chúng ta sử dụng các công thức gần đúng này. Mốc thế năng được chọn tại vị trí thấp nhất. Đó. Câu này chúng ta nghe quen đúng không? Với trường hợp mà nó có thế năng trọng trường. Khi lực căng của dây treo có độ lớn bằng trọng lực, bằng độ lớn của trọng lực, thì tỷ số giữa thế năng và động năng. Đấy. Như vậy một bài thì nó lại gồm bốn cái công thức. Bạn biết không? Công thức thứ nhất là công thức về lực căng. Lực căng thì nó có dạng thì tổng quát là gì? Mg 3 cốt alpha 2 cốt alpha không. 1 cộng với alpha không bình đúng không? Trừ đi 1,5 alpha bình. Nhớ cái này không? Đó, đây là công thức tính lực căng nhá. Công thức thứ hai không dùng cốt đâu nhá, bởi vì biên độ góc nhỏ mà, chúng ta dùng cái trường hợp gần đúng. Công thức thứ hai là P bằng Mg. Công thức thứ ba là công thức về thế năng. Thế năng thì bằng MgL alpha bình chia 2. Công thức thứ tư là công thức về động năng. Động năng thì bằng MgL alpha không bình trừ đi alpha bình chia cho mấy? Chia cho 2. Đấy, bốn công thức này người ta ghép vào trong một cái bài. Chúng ta thấy không? Đó. Và bây giờ thì dựa trên các điều kiện. Đó, điều kiện đề bài cho là gì? Điều kiện đề bài cho là các bạn đọc đi, chúng ta thử biến đổi xem sao. Đề cho là cái gì? Đề cho là khi lực căng dây bằng trọng lực. À, thế bây giờ chúng ta cho hai thằng này bằng nhau. Đúng không? Xem được cái gì nào? Theo giả thiết đúng không? Đó. Theo giả thiết nhá, thì chúng ta có là P bằng T. Vậy thì bỏ cái Mg đi. Chúng ta được là 1 Cộng cộng alpha với alpha không bình trừ đi 1,5 alpha không bình bằng mấy? Bằng 1. Đúng không? Chia mà giống như chia T cho P đấy thì bằng 1 đấy. Phải không? Vậy thì cái này sẽ giúp chúng ta được cái gì? Khi đó thì chúng ta sẽ có alpha bình nó bằng gì? Alpha không bình chia cho 1,5, chia 1,5 tức là nhân với 2/3. Đúng chưa? Đấy là cái mà chúng ta có thể suy ra được từ giả thiết. Rồi, sau đó ta hỏi cái gì? Cái người ta hỏi là gì? Tỷ số giữa thế năng và động năng, đúng không? Nào, người ta hỏi là tỷ số giữa thế năng và động năng. Thế thì bây thế năng có rồi, thế động năng có rồi này. Được chưa? Rồi, chúng ta nhớ hết rồi nhé. Giả sử chúng ta nhớ hết rồi. Thì chia chúng cho nhau thôi. Nó chỉ còn là alpha bình chia cho alpha không bình trừ alpha bình. Thế thôi, thế là đến đây các bạn có thể thay cái biệt thức trên vào. Đúng nào? Thì ở đây nó có hai thằng alpha thì bây giờ thì chuyển thằng alpha không bình bằng thằng alpha nhé, alpha bình nhé. Để nguyên thằng alpha này. Alpha không bình thì bằng 3 alpha bình chia cho 2 trừ alpha bình. Đó. Như vậy 1 là trừ đi 1 phần 2 thì là 2. Kết quả chúng ta là 2. Đúng chưa? Đó. Vậy thôi. Đấy, như vậy là đến đây chúng ta thấy là chúng ta không cần phải nhớ các cái dạng bài làm gì cả. Đúng không? Chỉ cần nhớ những công thức cơ bản thôi. Và biến đổi nó. Đây là hai cái câu mà có liên quan đến phần dao động trong cái đề minh họa có thể đưa vào đây.
Đấy nhá, sẽ không có công thức tính nhanh đâu nhá. Được chưa? Không có cái phần mà chúng ta có thể sử dụng cái mẹo bấm máy tính để giải đâu. Các bạn đừng có mong như vậy. 7D. Ờ, bởi 77 là bộ phận giảm sóc của xe là ứng dụng tắt dần. Tắt dần. Ok. Rồi Trần Anh. Trần Anh có hỏi gì không? À không ạ, em định trả lời nhưng mà thầy cho bạn khác mất rồi ạ. À rồi ok, không sao, em còn nhiều câu khác nữa. Câu 12 nào. Nào bạn nào có thể đọc nhanh cho thầy cái đáp số ở đây được không? Để cho một phút làm được không ạ? Ừ, em làm đi. Bằng 4 cos của pi phần 3t cộng pi phần 2 ạ? À, 4 cos của pi phần 3t cộng pi phần 2. Bằng 4 cos của... Ừ. Rồi, kết quả của bạn chính xác rồi. Ok. Tại sao như vậy? Ở đây thì các bạn nhìn thế này. Chúng ta có cái thằng biên. Biên tức là gióng từ đỉnh sang. Đúng không? Đấy. Ký hiệu A. Đây A bậc 4. Tiếp theo là cái con số về thời gian, chứng trục thời gian này này. Thì các bạn nhìn thấy đi từ cân bằng cho đến... Đó. Thì cái thời gian nó sẽ là 1 phần 4 chu kỳ. Như vậy chúng ta có 1 phần 4 chu kỳ bằng bao nhiêu đây? 1,5 đúng không? Giây. Và qua đây thì chúng ta có thể xác định được chu kỳ T là bằng 6 giây. Và cần tìm omega để viết phương trình, chúng ta sẽ suy ra omega hai pi chia t, tức là pi trên 3 radian trên giây. Rồi thì bây giờ nhiệm vụ còn lại của chúng ta là tìm cái thằng phi này. Phi này là cái phi pha ban đầu đúng không? Và tại thời điểm ban đầu thì các bạn thấy rằng x đang bằng 0 và vật đang chuyển động theo chiều gì? Âm. Đúng không? Thì có thể vẽ trên vòng tròn. Đó. X. Đấy, A nhé. Trừ A nhé. Nào đang bằng 0 thì nó ở chỗ này đúng không? Thì hai vị trí tương ứng trên vòng tròn nó ở đây và đây. Nhưng mà đang giảm thì chúng ta xét ở nửa trên. Đấy, nửa trên thì ứng với góc này, góc này ứng với thời điểm t bằng 0 ở đây nhé. Thì góc này sẽ bằng pi trên 2. Như vậy chúng ta kết luận rằng phi là bằng pi trên 2. Và cái biểu thức của lý độ đây là x bằng 4 nhân với cos của pi trên 3 nhân t cộng với pi trên 2. Đấy. Thì ở đây thì muốn nói rằng là cái dạng bài chúng ta có thể có đó là đọc đồ thị, viết phương trình. Được chưa? Chú ý nhé. Câu 16. Câu 16 này thì có một đáp án sẵn rồi. Tại sao đáp án này? Bởi vì chúng ta cũng cần chú ý này. Ở đây có t, có m. Cái sự phụ thuộc của chu kỳ theo khối lượng. Thì bây giờ chúng ta muốn chọn được đáp án đúng ấy, thì chúng ta phải viết được cái phương trình đúng. Trong con lắc lò xo thì T nó bằng 2pi căn bậc 2 của M chia K. Đó. Thì ở đây M là cái biến, chúng ta gọi là biến ấy, đúng không? T gọi là hàm. Đó. Hàm thì thường là viết là Y đúng không? Thì cái này có dạng là Y bằng A hệ số nhân với căn bậc 2 của x, m coi như x đi. Đúng không nào? Thì cái dạng hàm này chúng ta trong toán rồi, chúng ta biết rằng nó có đồ thị kiểu này. Được chưa? Và từ đây chúng ta xác định ngay được đáp án đúng rồi, đáp án B. Thì không thể là một đường thẳng được nhé, bạn nhớ nhé. Cũng không thể là cái này được. Học trong toán dạng này rồi, thì cứ thế mà viết vào thôi. Câu số 6. Nghĩ là 3. Ba thì có bạn nào có đáp án khác không? Câu 6. Một ạ. Bao nhiêu? Nào các bạn nào? Bao nhiêu? Là một. Ở đây thì các bạn biết là
chúng ta chỉ quan tâm đến cái dạng của đồ thị thôi nhé. Đấy, nếu hai là biểu thức của gia tốc, đây là cái dạng đồ thị của gia tốc. Gia tốc là đường nét đất, đúng chưa? Thế thì tại thời điểm ban đầu các bạn nhìn này, tại thời điểm t bằng không, xét là một thời điểm thôi. Tại thời điểm t bằng không thì cái gia tốc này đang ở cái giá trị thế nào? Min. Đó. Thì để làm cái câu hỏi kiểu này thì các bạn cần nhớ cho thầy cái vòng tròn kiểu ba trục như này. Trục thứ nhất là trục OX. Đó. Đây. Đây là A, đây là trừ A này. Được chưa? Đấy, trục nhất trục OX. Thế thì các bạn biết là cái vận tốc thì nó vuông pha với cái tỉ độ. Đúng không? Nên cái trục vận tốc đây. Trục vận tốc thì là có cái chiều dương hướng như này. Và chỗ này nó sẽ ở Vmax omega nhân A. Đấy. Còn chỗ này sẽ là Vmin trừ omega nhân A. Còn chỗ này sẽ là V bằng 0. V bằng 0. Còn cái trục thứ 3, trục thứ 3 nó là trục gia tốc. Thì do gia tốc ngược pha với ly độ x, thế nên cái trục gia tốc nó sẽ hướng như này. Đây, các bạn thấy cái trục gia tốc nó sẽ hướng như này. Đó. Đây là cái trục gia tốc này. Các bạn cần phải nắm được cái điều này chứ không là sẽ khó khăn ở trong những cái bài tập kiểu nhận xét. Đây. Thế thì cái trục gia tốc như này chúng ta hiểu là chiều dương của gia tốc nó hướng sang bên này. Và cái giá trị chỗ này là trừ omega bình phương nhân gì? Nhân x. Trừ omega bình phương nhân x. Nó mắc mà. Mắc mà đúng không? Cộng. Mắc là A. Chưa à? Hay là cộng omega bình phương nhân với A. Rồi, chỗ này bên này là gì? Trừ omega bình phương nhân với A. Còn chỗ này là A bằng gì? Không. A bằng không. Đó. Nhớ như vậy nhé. Thế bây giờ ở một cái thời điểm T mà chúng ta có A min. A min ở chỗ này đúng không? Thế thì X sẽ mắc đúng không? X mắc. Còn V sẽ bằng 0. Thế chúng ta xem nào. Cái đồ thị biểu diễn vận tốc. Cái nào bằng 0 đây? Cái này bằng 0 đúng không? Thế thì cái đường này là sao này? Nếu 2 biểu diễn, 2 là cái đường nét đứt đúng không? 2 là đường nét đứt. Thế thì cái V bằng 0, V bằng 0 mà đang gì nhỉ? Đây nó có hai cái đồ thị ở 1 và 3 đều bằng 0. Nhưng mà bằng 0 mà đang gì? Đang giảm đúng không? Giảm thì chỉ có đường thứ mấy thôi. Thứ nhất thôi. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án B. Chính xác. Chỗ này là vận tốc đang bằng 0 mà đang giảm này. Nó đang theo chiều quay thì nó tiến tới cái giá trị V và trừ omega nhân A. Thế còn cái trường hợp mà câu số 14. Đấy. Có cái kiểu hỏi là người ta cho cái đồ thị của một trong số 3 cái. Đấy. Hỏi đồ thị có cái còn lại. Ví dụ như đây đồ thị của A. Đúng không? Thì tại thời điểm ban đầu đi. Chúng ta xét một thời điểm đi. Thường xét thời điểm ban đầu chỗ này nhé. Thời điểm ban đầu thì T bằng 0. T bằng 0 thì cái đồ thị X nó sẽ thế nào? Nào các bạn chọn thử xem nào. Đâu sẽ là đồ thị đúng đối với X? B ạ. À, đúng rồi. X nó ngược pha so với gì? A. V à. Đúng không? X ngược pha so với A. Đó. Thì khi mà A đang ở vị trí ở cái thời điểm mà T bằng 0 ấy, thì nó đang có giá trị 0 và đang tăng thì X nó bằng 0 và đang gì? Giảm. Đó. Tương tự như thế thì cái đồ thị ở câu số 15. Các bạn chọn xem nào. Biểu diễn gia tốc theo thời gian như thế này đúng không? Hãy tìm cái đồ thị vận tốc tương ứng. Khi A nó min đúng không? Khi A min này, A V nó sẽ bằng 0 mà đang giảm đúng không? Đây này, thì điểm T bằng 0 này. V bằng 0 mà đang giảm, đáp án gì? C, chính xác. Câu số 14. Câu 14 là cái đồ thị vận tốc về thời gian.
Thì đây là vận tốc biến thiên điều hòa theo thời gian. Vì thế nên cái đồ thị nó có dạng hình sin như này. Đúng không? Và bây giờ người ta hỏi là câu nào sau đây đúng? Thì đây câu B, tại sao như vậy? Ở đây thì các bạn biết là V ở đây bằng bằng 0 ở thời điểm 2 chỗ 2 này, V đang bằng 0. Và đang gì nhỉ? Đang tăng. Đúng không? Bằng 0 và đang tăng thì nhìn ở trên cái vòng tròn này các bạn nhìn này. V bằng 0 và đang tăng. Ở đây đúng không? Đúng chưa? Đúng chỗ này không? Đang tăng theo chiều quay đây này. Đó, thì nó có ly độ là trừ A. Thì ly độ âm rồi. Như vậy câu này hoàn toàn chính xác. Đấy. Thì cái kinh nghiệm mà khi chúng ta làm những bài đồ thị này thì các bạn dựa vào vòng tròn đa trục này. Nhá. Chúng ta cứ thuộc cái vòng tròn này là chúng ta có thể xử lý được những cái bài toán đồ thị kiểu này. Ok. Tương tự như thế thì câu 15 các bạn tự làm nhé. Câu 1 thì sao? Câu 1 thì thầy gợi ý một chút. Ở đây cái đồ thị là đồ thị ly độ theo thời gian. Bây giờ người ta hỏi là trong các lực phục hồi làm tăng vận tốc, tăng tốc của vật. Tăng tốc tức là làm cho vật chuyển động thế nào? Nhanh dần. Đúng không? Nhanh dần tức là thế nào? Đang đi từ vị trí biên về đến vị trí gì nhỉ? Cân bằng. Vậy chúng ta hãy xem trong các cái điểm ở đây. Đấy, A, B, C, D này. Thì cái điểm nào vật đang đi từ vị trí biên, đang hướng về vị trí cân bằng, thì chúng ta chọn. Được chưa? Đấy, thì về nhà tự làm nhé. Giờ nào nhỉ? Các bạn có thể phát hiện nhanh chứ không? D. D, D. D, đúng rồi. Đó. Tiếp theo. Câu 1 nữa. Ký hiệu F là lực, K là độ cứng, M là khối lượng, A gia tốc trong hệ đơn vị SI. Hệ đơn vị SI là cái đơn vị đo lường chuẩn quốc tế. Và đơn vị của cái biểu thức M nhân với căn bậc 2 của F nhân A chia K trùng với đơn vị của đại lượng là sau đây. Thì ở đây nhé, với những câu hỏi kiểu dạng đơn vị như thế này thì các bạn nhớ cho thầy như sau này. Chúng ta sẽ có đơn vị của M, chúng ta đọc từng đơn vị ra nhé. Đơn vị của M là kg trong hệ đơn vị SI chứ không phải gam đâu nhé. Nhân với căn bậc 2 của đơn vị của nhân với căn bậc 2 của K của F đúng không? F đơn vị Newton. Được chưa? A đơn vị gì nhỉ? Gia tốc ấy, mét trên giây mình. Chứ không phải cm đâu nhé. Được chưa? Chia cho K, K là độ cứng của lò xo, độ cứng của lò xo đơn vị Newton trên mét. Ok. Vậy thì chúng ta đã có một cái phép nhân chia đơn vị đúng không? Chúng ta nhân chia bình thường. Đó, kg này nhân với mét trên mét, mét bình đúng không? Mét bình đưa ra ngoài là mét. Giây bình đưa ra ngoài là giây. Được chưa? Newton hết này. Đấy, như vậy là cái đơn vị của cái biểu thức này nó là kg mét nhân giây. Thế thì kg nó là đơn vị của gì? Của khối lượng đúng không? Mét trên giây là đơn vị của gì? Vận tốc. À thế thì cái gì được tính bằng vận tốc nhân với khối lượng đấy? Động lượng. À động lượng, đúng rồi. Như vậy chúng ta chọn động lượng. Đấy. Thế thì qua cái bài này chúng ta thấy rằng là nếu như mà ta cho chúng ta một cái biểu thức khác, người ta cũng câu hỏi như này, thì các bạn có làm được không? Chắc chắn sẽ phải làm được. Được chưa? Đấy. Bình tĩnh mà phân tích thôi. Dù nó lạ đến đâu thì chúng ta cũng cứ phân tích nó. Đó, chắc chắn là người ta sẽ cho những trong biểu thức đó thì có những cái quen rồi đúng không? Phân tích ra. Rồi câu số 37 là cái câu mà hỏi về cái quy trình làm thí nghiệm để đo gia tốc trọng trường trung bình tại một vị trí không biết. Người ta dùng các dụng cụ sau: có lắc đơn, giá treo, thước. Này, rồi người ta phải thực hiện các bước như thế nào? Đấy. Thì ở đây các bạn biết là đầu tiên thì bao giờ chúng ta cũng phải thế nào? Treo và lắc đúng không? Treo và lắc. Đây, cái thứ nhất phải treo và lắc. Tiếp theo là gì? Đo chiều dài. Đúng không? Đo chiều dài.
Và sau đó là kích thích dao động. Rồi thực hiện đo đồng thời gian, đúng chưa? Rồi sau đó là tính giá trị trung bình, đúng không? Và cuối cùng là sử dụng cái gì? Giá trị mình vừa tính được để tính ra được cái gia tốc trung bình g. Như vậy là chúng ta có thứ tự là A, D, C, B, F và E. Đấy. Thì ở trên này thì các bạn cũng hình dung là chúng ta sẽ tìm những câu hỏi liên quan đến các cái thí nghiệm, các cái thao tác làm để chúng ta ôn tập. Được chưa? Đây thì do thời gian có hạn thì chỉ định hướng là một số cái kiểu dạng bài thôi. Tiếp theo, câu số 75. Câu 75 này. Ở đây chiều dài của một dãy phòng học, do không có thước để đo trực tiếp nên người ta đã làm như sau. Lấy một cái dây mảnh không giãn căng và đo dài phòng, sau đó là gấp làm 74 phần bằng nhau. Thì đọc đến đây chúng ta biết là cái chiều dài tổng nó sẽ bằng 74. Cái chiều dài bằng nhau là 74L thì chẳng hạn. Ok. Và sau đó dùng một con lắc đơn có chiều dài bằng chiều dài của mỗi một phần mới gấp, tức là chiều dài bằng L này. Kích thích cho nó dao động biên độ góc nhỏ và thực hiện được 10 dao động trong 18 giây. Ok, 10 dao động trong bao nhiêu? 18 giây. Và cho G bằng 9,8 mét trên giây bình. Bây giờ hãy xác định cái chiều dài của cái dãy phòng học đó. Đó. Thế thì ở đây nhá, các bạn muốn xác định được cái chiều dài L lớn thì các bạn phải xác định L nhỏ. Đúng không? Mà muốn xác định L nhỏ thì ở đây chúng ta có G rồi, chúng ta phải xác định được chu kỳ. Thì cái thông tin này, này là cái thông tin cho chúng ta biết được cái chu kỳ. 10 dao động toàn phần thì tương ứng với thời gian là 10 chu kỳ. 10 chu kỳ bằng 18 giây. Suy ra chúng ta có chu kỳ bằng 1,8. Đó. Và khi kết hợp chu kỳ với cái gia tốc rồi tự do G, chúng ta xác định được cái chiều dài L của một phần. Và sau khi xác định L, chúng ta sẽ tìm được cái chiều dài tổng cộng. Ok, bằng cách nhân với 74. Thế thôi, các bạn sẽ tự làm cái này nhé. Tiếp theo, câu 75. 75 thì ở đây là cái độ lớn giữa, à, cái tỷ số giữa độ lớn đàn, lực là hồi cực đại và lực là hồi cực tiểu có lắc và so treo thẳng đứng. Thì đây chúng ta biết là F đàn hồi max chia cho F đàn hồi min. Thì F hồi max nó bằng K nhân gì? Delta L0 cộng A, đúng không? F đàn hồi min thì nó có hai trường hợp các bạn nhé. Hai trường hợp. Tuy nhiên thì để nó có được tỷ số này tồn tại thì cái trường hợp xảy ra nó không thể bằng không được. Đó, mà nó chỉ có thể là K nhân delta L0 trừ A thôi. Được chưa? Và cái tỷ số này nếu chúng ta rút gọn đi K sẽ được là delta L0 cộng A chia cho delta L0 trừ A. Và đề bài cho nó bằng 7/3. Như vậy chúng ta có thể tính ra được delta L0. Bởi vì đề bài đã cho A bằng mấy rồi? A bằng 10 rồi. Đó. Thì khi biết A bằng 10 có thể tính được delta L0. Nhớ là đổi đơn vị delta L0 về mét nhé. Được chưa? Rồi sau đó thì chúng ta tính chu kỳ. Ở đây chúng ta có G rồi. Như vậy kết hợp với G. Đó. Thì hai thằng này sẽ giúp chúng ta xác định được cái chu kỳ T bằng 2 pi căn bậc 2 của L delta L0 chia G. Đó. Thế thôi. Đơn vị của T là ra dây. Các bạn tự tính nhé. Rồi, cái câu số 75 này thì cũng tương tự thôi. À, ở đây, không thể xin lỗi. Câu này là không tương tự được. Câu này nó có một cái câu hỏi là khác một chút. Chúng ta có tỷ số cơ năng trong quá trình dao động của hai dao động này. Tỷ số cơ năng đơn giản quá rồi.
cơ năng 1 chia cho cơ năng 2. Cơ năng 1 được xác định bởi gì? 1 phần 2 M1 omega 1 A1 bình. Đúng không? Được chưa? Còn cái cơ năng 2 thì bằng 1 phần 2 M2 omega 2 bình A2 bình. Đấy. Thế là ở đây thì chúng ta chỉ việc là đưa những cái số liệu ở trên đây, đưa vào đây thôi. Ở đây M1 chia M2 thì bằng bao nhiêu? M1 bằng 50, M2 100, như vậy là 1 phần 2. Bỏ 1 phần 2 đi nhé. Omega 1 là bằng 5 pi, omega 2 nó bằng pi. Như vậy tỷ số giữa hai thằng omega này bằng 5. 5 bình phương. Được chưa? A1 bằng mấy? 2, còn A2 bằng 5. Như vậy bình phương của chúng nó bằng 4 phần 25. Đó. Và cái này bằng gì? 2. Thì trường hợp này cũng khá đơn giản, các bạn sẽ làm được ngay thôi, câu hỏi được dễ. Và tiếp theo, trong đề bài thi có thể có những câu hỏi rất dài như này. Tuy nhiên thì các bạn cũng phải học cách đọc tương đối nhanh, đọc rất thôi. Chúng ta chỉ gạch lại những cái thông tin mang tính chất quyết định. Muốn thế thì mình phải làm nhiều bài tập nhé. Chúng ta nhận ra được cái thông tin đó. Đấy, những câu thông tin trên này thì bỏ qua đi. Đó chỉ là định nghĩa chúng ta về lực phục hồi thôi. Tiếp theo, biểu thức lực phục hồi, cái này chúng ta đã biết rồi. Và những cái thông tin này thì cũng thôi, chẳng có gì kìa. Giờ chúng ta quan tâm đến câu hỏi đi. Hệ số hồi phục. Đấy, thì công thức này các bạn biết là cái K đây được gọi là cái độ cứng của lò xo. Đúng không? Độ cứng của lò xo. Nó còn gọi là hệ số hồi phục K. Thì đơn vị của hệ số hồi phục chúng ta biết rồi. Newton trên mét. Đúng không nào? Newton trên mét. Tiếp theo, câu 98. 98 thì ở đây người ta đã cho chúng ta x, cho f. Và bây giờ người ta hỏi về cái hệ số này. Đấy, thì cái hệ số K này này sẽ bằng f chia cho độ lớn x, đúng không? 3,2 mà chia cho 0,0 mấy 0,5, và nhớ nhá, đổi đơn vị ra mét nha. Được chưa? Bạn nào không đổi ra mét sai đấy. 32 mà chia ra này, đúng không? Là 64. Ok. 64. Đó. Và câu số 99. Câu 99 nào, các bạn nào. Ở đây thì các bạn thấy là cái lực hồi phục này, gia tốc này, tỷ lệ với độ lớn x này, A bằng trừ thì P nhân x. Bây giờ P thỏa mãn điều nào sau đây? Đó. Thì các bạn so sánh cái gì đây? Chúng ta học về gia tốc với ly độ rồi đúng không? Vừa nãy rồi. Thì chúng ta có A nó bằng trừ omega bình phương nhân gì? X. Bây giờ đề bài chúng ta là gì? A nó bằng trừ P nhân x đúng không? Thế thì đồng nhất hệ số thôi. Đấy, nhớ nha, đồng nhất hệ số này. Chúng ta sẽ có P nó bằng omega bình. Mặt khác thì omega bình nó bằng gì? Trong con lắc là sao? Rồi, K trên M. Vậy thì chúng ta có thể suy ra được cái K nó bằng M nhân gì? MP. Rất dễ phải không nào? Tiếp theo sang cái kiểu câu hỏi thứ hai. Các bạn sẽ dựa vào thông tin được cung cấp ở dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 100 cho đến 102. Nào, chúng ta tóm tắt đã. Xem ở đây nó có những con số này, để ý những con số này. Con lắc đơn, đồng hồ của lắc con lắc đơn này. Đó. Chu kỳ là bằng 2 giây. Khối lượng M bằng 1 kg. G đây cho bằng 10. Đó, ba cái thông số này. Bây giờ tìm chiều dài quá dễ rồi. Các bạn tìm nhanh ngay được. Đúng không? Chiều dài là L. Mà cái T ở đây là công thức là gì? 2pi căn bậc 2 của L chia G. L sẽ bằng T bình nhân G chia cho 4pi bình. Nào các bạn tính ra, xem ra bao nhiêu? 1 mét ạ. 1 mét. Đúng rồi. Đáp án C. Tiếp theo,
Câu B, coi cái bán kính. Câu 101 đấy, là coi cái bán kính trái đất là 6.400 km, đưa đồng hồ lên cao ở độ cao H bằng 7,5 km, hỏi mỗi ngày đêm đồng hồ nó chạy nhanh hay chậm bao nhiêu giây. Thì ở đây các bạn biết là cái chu kỳ, đúng không? Chu kỳ thì T nó bằng 2π căn bằng 2 của L sin G, tức là chu kỳ nó phụ thuộc vào G, mà G lại phụ thuộc vào cái độ cao H. Đấy, G phụ thuộc vào độ cao H. Được chưa? Thế nên T ở đây nó phụ thuộc vào độ cao H. Chúng ta phải phải thiết lập được cái công thức liên hệ giữa T và độ cao H. Thì đây thầy thiết lập như sau, các bạn tham khảo nhé. Ở đây thầy xét cái T, thì gọi là T ở độ cao H bằng 0, tức là cái chu kỳ trên mặt đất nó bằng 2 giây đấy, chia cho cái chu kỳ ở độ cao đó, mà chúng ta đang xét ở đây là H bằng 7,5 km. Thì các bạn thấy là cái chu kỳ đây này nó tỉ nghịch với căn bậc 2 của G, tỉ nghịch với căn bậc 2 của G, thế nên chúng ta sẽ có là cái biểu thức này nó sẽ biến thành căn bậc 2 của G ở độ cao H chia cho G ở độ cao H bằng 0. Đúng chưa? Mặt khác thì cái này có liên quan đến một cái công thức ở lớp 10. Công thức này xác định cái dùng để xác định cái G ở độ cao H. Nó là G bằng G lớn hằng số hấp dẫn nhân với M khối lượng trên đất chia cho R cộng H tất cả bình. Đó, đây là công thức mà chúng ta đã học ở lớp 10. Thế thì từ đây có thể suy ra được G độ cao H bằng 0. Nó là G lớn nhân M chia cho R bình phương. Cái R đây là bán kính trái đất nha. Vậy thì điều đó dẫn tới là cái công thức căn này này nó sẽ biến thành, nó biến thành gì đây? Đảo đúng không? Nghịch đảo với R đây này. Đó, nó sẽ là R bình phương, bỏ bỏ cái bình đi bởi vì căn bậc 2 mà, đúng không? Chia cho R cộng H. Tức bằng bao nhiêu? 6.400 chia cho 6.400 cộng với 7,5. Đó. Được chưa? Và cái này các bạn tính ra bao nhiêu? Tính thử xem nào, tính thử cái này. 6.400 mà chia cho 6407,5. Đó. À, 0,9988 đúng đấy, 0,9988. Thế thì con số này nhỏ hơn 1. Như vậy từ đây các bạn có thể suy ra được cái T ở độ cao H nó bằng T độ cao H bằng 0 chia cho cái con số 0,9988 này. T độ cao H bằng 0 bao nhiêu? 2 đúng không? Như vậy chúng ta đem 2 chia cho A sẽ được là 2,00234375. Được chưa? Đây là cái T độ cao H. Đấy, thì các bạn thấy là cái T này ấy, nó lớn hơn cái thằng T ở độ cao H bằng 0. Có nghĩa là một chu kỳ nó đã bị chậm đi rồi. Đúng không? Đồng hồ chạy chậm. Được chưa? Chạy chậm. Và 1 giây nó chậm bao nhiêu? Chúng ta biết không? Chu kỳ bằng 2 giây đúng không? 2 giây thì nó chậm. Chậm là từ đây các bạn có thể suy ra nhé. Một chu kỳ tức là 2 giây đấy. Nó sẽ chậm mất bao nhiêu đây? 0,002 34375 giây. Như vậy qua đây thì các bạn có thể suy ra được là 1 giây nó sẽ chậm mất là cái thằng này chia đôi đúng không? Được chưa? Vậy thì bây giờ người ta hỏi là gì? Người ta hỏi là một ngày đêm
Một ngày đêm đồng hồ chạy chậm bao nhiêu? Thế thì một ngày đêm là bao nhiêu giây? 86.400 giây. Thì chúng ta biết nó chậm bao nhiêu rồi đúng không? Bằng con số này nhân với 86.400. Đó là em có thể tính ra được cái thời gian chậm. Ok. Thầy, thầy. Con mà biết một chu kỳ 2 giây ạ? À? À, cái đồng hồ của lắc. Đồng hồ của lắc. Đấy, thầy vừa nói rồi trong cái phần lịch thuyết ấy. Thì nó lắc qua lắc lại đúng không? Vâng. Nó qua đây thì mất một nửa chu kỳ. Sau đó nó đi về thì mất một nửa chu kỳ nữa. Một nửa chu kỳ thì một lượt đi nó một giây rồi. Đúng không? Vâng. Chu kỳ thì 2 giây. Vâng. Ok. Rồi, thế đến đây thì các bạn có thể tính được đáp án rồi đúng không? Bạn nào cho thầy đáp án nào? Câu này. 101,25 ạ. À, đúng rồi. 101,25 giây. Ok. Đó. Tiếp theo là cái câu số 102. 102. Nào, câu 102 thì hơi phức tạp một chút. Đó. Nào. Từ đã thấy rồi. Ừ. Dạ. Em hỏi ngu tí. Ở chỗ trên. Cứ hỏi đi. Chỗ ừ. Chỗ sao t bằng tại t ở tại thời điểm h mà lớn hơn t ở h bằng 0 xong chạy chậm. À đúng rồi, cái câu hỏi nên hỏi. Ờ nên hỏi. Thế bình thường thì bình thường nếu treo mặt đất đúng không? Thì chúng ta coi nó chạy đúng đi. Đúng không? Chạy đúng thì nó chạy một chu kỳ là tức là chạy qua đây và chạy quay lại thì mất 2 giây là đồng hồ đang chạy đúng. Ok. Thế nhưng mà bây giờ đưa lên cao thì cái chu kỳ khi mà chạy hết một vòng này này, quay đi quay về này, nó là mất bao nhiêu đây? 2,00234375. Thì có nghĩa là cũng cùng một chu kỳ nhưng mà nó mất hơn 2 giây. Cũng cùng một dao động toàn phần mà nó mất hơn 2 giây. Thế thì có phải nó chạy chậm không? Vâng ạ. Đúng không? Đấy, nó chạy chậm. Và chúng ta sẽ tìm ra cái thời gian chạy chậm trong một chu kỳ, tức là tìm thời gian chạy chậm trong 2 giây. Rồi sau đó quy ra thời gian chạy chậm trong 86.400 giây. Tức là trong một ngày đêm. Ok? Vâng. Rồi, tiếp theo câu số 102. 102 ở đây thì các bạn cùng suy nghĩ câu này xem sao. Nào, câu 102 này, biên độ góc ban đầu của lắc là alpha 0 bằng 5 độ. Chúng ta không tính với cái đơn vị độ đó nhé, tính đơn vị radian. Nó sẽ là 5 pi chia cho 180, tức là pi chia 36 radian. Ok. Và do chịu tác động của lực cản là ép cản. Ép cản này rất nhỏ, 0,011 newton. Nên dao động tắt dần. Và người ta dùng một cái pin. Pin này có suất điện động, nó như nguồn điện ấy, nó có suất điện động là 3V. Điện trở trong không đáng kể và để bổ sung cái năng lượng cho con lắc. Đấy. Và hiệu suất của quá trình bổ sung là 25%, tức là 0,25. Chúng ta biết 0,25 cho nó dễ. Biết pin có dung lượng. Dung lượng ở đây chính là cái điện tích quy mà nó tích được. Thì ở đây các bạn thấy là chúng ta sẽ phải đổi đơn vị của cái điện tích này sang đơn vị coulomb. Vốn dĩ chúng ta hay dùng đúng không? Và nhớ rằng một coulomb chính bằng 1 ampere nhân 1 giây. Xuất phát từ công thức là Q bằng Y nhân T đấy. Được chưa? Thế đơn vị của Q nó bằng đơn vị của Y nhân đơn vị của T. Thì ở đây chúng ta đổi nhé, đổi đơn vị ampere nhân giây nhé, tức là đơn vị coulomb nhé. Ở đây 3.000 đúng không? 3.000 mili thì là 3 rồi. Ampere
giờ giờ đổi sang giây là bằng 3.600. Đó, như vậy là sẽ có là 3 nhân 3.600 ampere nhân giây, hay là 3 nhân 3.600 coulomb. 3.800. Rồi cứ để thế đã, tí nhân một thể. Rồi thì bây giờ người ta hỏi là đồng hồ có thể chạy bao lâu thì phải thay pin. Đồng hồ có thể chạy bao lâu thì phải thay pin. Ok. Rồi thì bây giờ làm như thế nào? Đó. Chúng ta chú ý này, hầu hết các bài tập mà nói đến cái hiệu suất thì chúng ta đều có thể triển khai từ cái hiệu suất này để dẫn tới cái lời giải. Chúng ta có hiệu suất ở đây là bằng công của x chia công toàn phần. Đúng không? Đấy, công thức mà chúng ta đã được học từ rất lâu rồi. Đó. Thì cái có ích ở đây là cái gì? Cái có ích ở đây là cái năng lượng mà cái pin này cung cấp cho cái con lắc để nó duy trì dao động với biên độ bằng biên độ ban đầu, đúng không? Cái năng lượng cần cung cấp đấy cho cái con lắc để nó duy trì, bởi vì đây dao động duy trì mà, duy trì được cái dao động giống như dao động ban đầu, tức là biên độ không thay đổi, vẫn bằng 5 độ đấy. Đó. Và cái cung cấp này thì chúng ta biết là nó sẽ chính bằng cái gì? Chính bằng cái công của lực cản của không khí. Đúng không? Vì lực cản nó sinh công âm. Đúng không nào? Thế nên muốn duy trì được thì phải bù đắp vào cho cái con lắc này một cái năng lượng đúng bằng cái phần công mà cái lực cản nó sinh ra. Độ lớn đấy. Đó. Thế nên ở đây chúng ta sẽ có biểu thức như này. Đó, AF, từ đây tôi có thể viết là AF cả nhé. Độ lớn của công của lực cả. Chia cho A toàn phần. Mà A toàn phần đây là cái gì? A toàn phần đây là công do cái nguồn điện, do cái pin này sản ra. Chúng ta biết công của nguồn bằng gì không? Nhớ không? E nhân với I nhân T đấy, hay là E nhân Q đấy. Thì ở đây chúng ta đã vừa có Q rồi và vừa có E rồi, như vậy cái công toàn phần này chúng ta chỉ việc xét hai thằng nó như nhau thôi, đúng không? Và đến đây các bạn có được biểu thức như sau: AF cản nó sẽ bằng là H nhân với A toàn phần, tức là H nhân với Q nhân với E. Rồi, và các bạn sẽ tính được cái A F cả này là bằng 0,25 nhân tích là 3 nhân với 3.600 nhân E bằng 3. Đó, thì các bạn sẽ tính được. Đây thì coi là cái thứ nhất nhé. Đó, bắt nguồn từ công thức thứ nhất. H bằng A có ích chia toàn phần. Bây giờ sang đến cái dạng biểu, cả cái phân tích thứ hai. Nào, bây giờ cái phân tích thứ hai này các bạn chú ý này. Chúng ta có F cả. Ở đây vừa tính được công của F cả. Như vậy cái biểu thức chúng ta cần dùng đó là biểu thức công của F cả. A thì bằng F nhân gì? Độ lớn nhé, độ lớn công F cả nhé. Độ lớn thì sẽ bằng F cả nhân với quãng đường mà cái quả lắc đi được. Đó, A bằng F nhân S đấy, các bạn nhớ không? S ở đây thì nó là quãng đường. Thế thì bây giờ cái quãng đường đi được trong một cái dao động gọi là dao động điều hòa thì bằng gì? Số gì đây? Alpha không nhân với Quãng đường đi được. Nào. Gì? Chúng ta nhớ này, một chu kỳ thì đi được 4 a đúng không? 4 biên độ đấy. Mà biên độ đây là chính S0 đúng không? Mà S0 thì bằng L nhân gì? Alpha không. Đúng chưa?
Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ xét là cái quãng đường này bằng n lần chu kỳ. Quãng đường đi được trong n lần chu kỳ. Đúng không? Đó. Thì nó sẽ bằng số chu kỳ nhân với quãng đường đi được trong một chu kỳ. Tức là chúng ta sẽ có 4 alpha 0 nhân với n. Trong đó là n là số chu kỳ. Đây chính là quãng đường đi được trong một chu kỳ đấy. Đúng không? Để tính được quãng đường đi được trong n chu kỳ thì chúng ta sẽ lấy là số chu kỳ đó nhân với quãng đường đi được trong một chu kỳ. Chúng ta sẽ ra được cái biểu thức tính. Và nhân với fc đã sẽ ra được cái này. Và đến đây thì các bạn đã có thể tính ra được cái n chưa? Rồi đúng không? Sẽ bằng a f cả này chia cho f cả này nhân 4l nhân alpha 0 l 1 đấy. Đúng không? Rồi sau đó là chúng ta có n rồi thì các bạn sẽ tính được thời gian đúng không? N là số chu kỳ thế nên thời gian nó sẽ bằng số chu kỳ nhân với t. Đúng chưa? Và chúng ta đổi cái này tính ra cái này thì đơn vị giây và chúng ta quy đổi ra ra ngày. Có được không? Bằng cách chia cho bao nhiêu? 86.400. Được chưa? Đấy, thế là chúng ta xong thôi. Và tất nhiên là có thể là cái thời gian nó sẽ là ra một con số khác con số này nhá, thời tính thì nó ra khác đấy, nhưng mà các bạn chú ý này, hỏi đồng hồ chạy bao lâu thì phải thay pin. Chú ý này, câu hỏi này cũng là câu hỏi của xử lý tình huống, chúng ta sẽ phải thay pin trước khi, đúng không? Thế nên có thể cái ngày mà tính ra ấy, là nó lớn hơn con số đáp án ở trong này 1 hoặc 2 ngày. Các bạn hình dung chưa? Đấy. Để duy trì được cái đấy là không để bị tắt đúng không? Thì chúng ta phải thay trước vào 1 hoặc 2 ngày để cho cái hoạt động của cái đồng hồ nó được tiếp diễn một cách đều đặn. Được chưa? Đấy thì đây là cái một cái bài này người ta kết hợp rất nhiều các cái phần kiến thức, kể cả lớp 11, kể cả lớp 10, kể cả lớp 9, kể cả lớp 12. Các bạn thấy không? Câu hỏi thực ra kiểu đánh giá năng lực này là muốn chúng ta phải tư duy và kết nối các cái công thức đã học với nhau. Nếu xem họ là chu kỳ Thì như tính như nào trong bài này tính ạ? ở trên rồi, tính ở trên rồi. Bài cho rồi. Ok. Ở những câu này thì là sử dụng cái kiến thức ở cái giả thiết ở của cái câu đầu tiên ấy, phần đầu tiên ấy. Em sử dụng chung được nhé. Rồi thế nhá. Phần này các bạn sẽ ghi vào vở. Có ai hỏi gì phần này nữa không? Thế nghe. Liệu người ta có cho cái bài chu kỳ thay đổi theo cái nhiệt độ với cái độ cao? Có thể nhé, có thể. Đấy. Nếu mà nhiệt độ thì chúng ta cũng có cách giải đúng không? Chúng ta cũng làm giống như là cái phần câu 101 thôi. Nhưng mà ở đấy thì các bạn chú ý là cái chu kỳ nó thay đổi theo chiều dài, mà chiều dài nó phụ thuộc vào nhiệt độ. L bằng L0 nhân với 1 cộng với alpha nhân với gì? NT đúng không? Thì alpha đây là cái hệ số nở dài. Delta T là sự thay đổi nhiệt độ. Thì các bạn có thể căn cứ vào đây để chúng ta thiết lập phương trình. Chúng ta xét tỷ số giữa T ở nhiệt độ này so với T ở độ kia để xem nó nhanh hay chậm. Ok, để chúng ta đánh giá được sự nhanh hay chậm bao nhiêu trong một cái khoảng thời gian là cho. Ta nó chỉ thế thôi. Rồi như vậy là chúng ta còn
hai cái phần câu nữa thì thầy để dành cho các bạn về nhà nhé. Kia, buổi sau thì thầy sẽ chữa hai câu này đầu giờ và sau đó là chúng ta sẽ chuyển sang phần sóng. Ok. Rồi thì bây giờ đã muộn rồi, nghỉ nha. Rồi rồi chào em. Chào thầy ạ. Chào các em. Bye bye. Thầy ạ. Bye bye.